Hữu lính, mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký viết về chiến trường ca. Những kỷ niệm không thể quên, đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất. Một phần thanh xuân của những người lính đã gắn chặt với nơi này. Xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe. Đầu năm 1982, tôi tình nguyện đi vào quân đội. Tôi cũng chẳng có lý tưởng gì cao cả, hay đi tìm một điều gì đó. Mà tôi đi vì tôi yêu và rất thích đời binh nghiệp, chỉ đơn giản vậy thôi. Phường Tân Định lúc đó chia làm 4 phường, 1, 2, 3 và 4. Cũng nói cho rõ, lúc đó rất cần quân nên mọi chính sách của hậu phương chăm lo cho người có công và gia đình thương binh liệt sĩ rất tốt. Lúc đó xung quanh nhà tôi, thỉnh thoảng nghe tin có một hai gia đình có con em ra chiến trường ca hy sinh. Họ khóc lóc, xỉu lên xỉu xuống, cũng có vài ba đứa thân thể không còn nguyên vẹn, trở về địa phương. Tin chiến sự đang sôi động hàng ngày, với những trận đánh nảy lửa của quân tình nguyện Việt Nam, Pol Pot và ở biên giới phía Bắc, được các báo đài đăng tải, loan tin, làm cho người dân có con em đang vào tuổi lính rất lo sợ thực sự. Nhưng tôi thì trái lại, tôi muốn ra chỗ đổ máu ấy để thỏa chí làm trai thời loạn. Cái yêu thích của tôi rất ngược đời với nhiều người, nhưng nó lại là nguyện vọng của tôi, nên tôi gặp anh Siêu, phường đội trưởng, phường 2, trung úy thương binh dân Củ Chi. Tôi nói với anh, đợt này có đi, nhớ cho tôi một vé. Anh ok liền, không cần làm đơn tình nguyện, vì sợ tôi đổi ý, rồi có ngày định mệnh cũng đến. Tôi nhận được giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ngày 25 tháng 2 năm 1982, tôi lên đường tòng trinh. Má tôi bàng hoàng, lo lắng. Không biết tôi tình nguyện đi vì tôi giấu má tôi. Nếu tôi nói cho má biết thì má sẽ cản và không cho tôi đi ngay. Nhưng má tôi thấy tôi rất thích đi nên thôi, cũng lặng lặng nhìn tôi đi thi hành nhiệm vụ cao cả của đời trai thời loạn. Làm lính oai hùng nhưng cũng nhiều gian lao. Ở phường tôi, phường 2, sau này sắp nhập là phường Tân Định, ngay ở đầu hẻm vào những năm chiến tranh biên giới Tây Nam, có treo hai cái bảng, một sơn màu đen và một sơn màu vàng. Tấm bảng màu đen ghi tên họ người trốn nghĩa vụ quân sự, tên cha mẹ nơi cư trú. Còn bảng màu vàng được ghi thì ngược lại, cho ai chấp hành nghĩa vụ quân sự. Tôi còn nhớ ở xóm có một đứa trốn nghĩa vụ, bị phường đội trưởng mời ba mẹ nó lên phường. Ngồi từ sáng tới trưa, đến giờ cơm mới cho về. Đầu giờ chiều lên ngồi tiếp, đến giờ cơm thì mới cho về. Ngồi chừng nào nó không trốn, ra trình diện mới thôi. Thằng này sau khi ra trình diện, nó được đưa qua chiến trường ca, hết trốn. Nó hy sinh tại chiến trường ca luôn. Lúc này tôi còn đang ở nhà. Khi tôi nhận giấy nhập ngũ vào ngày 25 tháng 2 năm 1982, thì chiều đó khoảng 3 giờ phường đội. Khoảng 3 giờ ở phường đội, lại từng nhà mỗi đứa thân mời rất trịnh trọng, lên phường đội ở một đêm, để sáng mai giao quân cho đủ số trên giao, vì sợ bọn nó trốn, ngày mai không có quân giao. Riêng tôi thì không mời, vì tôi tình nguyện nên khỏi phải lên phường ngủ. Sáng mai làm lễ chụp hình rất ân cần, rồi thêm mấy ông bà lãnh đạo phường đứng ra hứa hẹn. Sau này anh em về, họ sẽ lo công việc làm ăn tử tế cho tất cả anh em. Rồi tất cả được lên xe, lên nhà văn hóa quận 1 làm lễ. Ở đây có chương trình văn nghệ và ông đại úy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 43 huấn luyện cũng có mặt tại đây để làm lễ nhận quân. Xe chạy thẳng vào sân quân trường, tại tiểu đoàn 43 thì dừng lại, tập trung lại để chia ra từng đại đội và trung đội. Một tiểu đội quân trường là 13 người, ba tiểu đội là một trung đội, cứ như vậy nhân lên ra tiểu đoàn. Chiều đến có một ông thợ hớt tóc chạy vào hớt tóc miễn phí, hớt rất nhanh như làm xiếc. Còn những anh em nào tóc cao không cần hớt, cán bộ khung quân trường dẫn đi với một chiếc xe cây ở quân trường ra sư đoàn 477, sư đoàn huấn luyện lấy quân tư trang cho tất cả anh em mang về trung đội. Anh em chúng tôi được chia quân tư trang. Thất cười, nhất là thằng Tùng và thằng Tâm, vì nó nhỏ quá, đồ thì to.
nên nó kéo cái quần lên gần tới vú. Khi ra sân quân trường để thao luyện, thằng Tâm với cây AK quân trường muốn bằng nhau. Nó vác cây súng AK xính dính, hai ông cán bộ đại đội, ông Khương, thiếu úy đại đội phó chính trị, và ông Cù, trung úy đại đội trưởng, thấy vậy không cho nó theo anh em thao luyện quân trường. Hai ông đại đội này đi thời chống Mỹ, giữ nó lại đại đội, chỉ bưng cơm, rót nước cho hai ông mà nó làm còn không xong. Khoảng một tháng sau, nó bỏ trốn không một lời từ biệt. Tôi được huấn luyện gần 5 tháng ở quân trường Cang Trung khi mới ra trường. Ba thằng đi thế này, trong đó có thằng Hùng, thằng bi đát nhất, khi còn ở nhà đánh lộn, bị tụi nó đâm cây sắt vào đầu. Bình thường thì không sao, nhưng mỗi lần trời nắng, nó lại lên cơn. Một tiểu đội 13 người, có 13 chiếc giường. Nó lên cơn đập phá tùm lum những chiếc giường ngủ của anh em, làm mục tiêu cho nó đập. Với cái bàn uống nước của anh em cán bộ khung tiểu đội trưởng muốn tanh bành. 5/6 anh em xúm lại đè nó xuống, đợi cho nó mệt và trời bớt nắng rồi thả nó ra. Cứ đến buổi trưa nắng mà gắt là lại có 5-6 anh em không đi đâu, sẵn sàng để đè nó ra. Mà quân trường Quang Trung là nắng có tiếng tăm, nên có bài hát nổi tiếng nói về cái nắng cháy da mà người ta thường nghe. Đường Quang Trung nắng đổ, khi tình yêu ngun ngút cao dâng đầy. Thế là trưa nào nó cũng lên cơn hết, không bỏ sót, nên tất cả chúng tôi cũng không ngủ trưa được. Mà quân trường đến giờ trưa không ngủ, cũng bắt buộc nằm đó, không được trò chuyện hay chạy tới chạy lui, để im lặng cho người khác ngủ. Còn thằng Tùng, nhìn nó y như mấy đứa thiếu ăn của nạn đói năm 45. Nó rất là ở dơ, nó cũng phải theo tụi tôi ra thao trường, mới là bi đát. Dù sao nó cũng 18 tuổi. Sau lưng nhà tiểu đội có một cái hồ nước xây bằng xi măng rất lớn. Sau một ngày huấn luyện, tất cả anh em ra hồ tắm rửa, giặt đồ. Còn thằng Tùng không bao giờ chịu đi tắm. Thằng Hùng lại lôi kéo nó, nạt nộ, bắt nó phải đi tắm. Sau một hồi giằng co qua lại, thằng Hùng đã chiến thắng vì nó to con hơn. Lôi thằng này ra hồ nước, lấy cái nón lính của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Làm gáo múc nước tắm, nó múc 3/4 gáo, tạt thẳng vào người thằng nhỏ, rồi nó bỏ vào trong. Lúc này nó mới chịu tắm, mà cũng thất cười. Cứ mỗi buổi chiều là thằng Hùng đi kiếm nó để bắt đi tắm. Dọa dẫm, nạt nộ một hồi, rồi lôi kéo nó đi tắm, làm cho tôi không nhịn được cười với hai thằng đó. Còn thằng Hải Cận, nó bị cận thị tới mức bỏ cái mắt kính ra, nó chỉ hơn hiệp sĩ mù một chút. Khoảng nửa tháng sau, thì ông bác sĩ sư đoàn 477, sư đoàn huấn luyện vào, đem theo một cái túi sách quân y, kêu anh em trong tiểu đội tôi ngồi một hàng ngang cho ông khám lại. Nói khám lại cho oai một chút, chứ có đổ khám đâu. Chủ yếu ông coi tướng, coi thẹo với anh em đi trung báo lại. Ông kêu tên từng đứa lên xem tướng, xong thì cho về hàng. Đến phiên thằng Tùng, ông thấy nó ốm cả teo, nên ông quyết định tha mạng cho nó nhờ. Rồi đến lượt thằng Hùng vừa lên, thì có 4/5 cái miệng báo lên. Nó hay lên cơn, đập đồ đạc lắm. Trên đầu nó có cái sẹo sắt đâm. Ông kêu nó cúi đầu xuống, đưa cái sẹo đây xem có sao không. Hú hồn cho nó, phước đức ông bà, để lại cái sẹo còn nguyên tem, chưa khui. Đến lượt thằng Hải Cận, ông kêu nó đưa cặp mắt kính ra cho ông xem. Xem xong, rồi ông đeo thử. Cuối cùng, ông đưa ra quyết định tha mạng cho ba đứa nó. Cuộc chiến xảy ra liên tục, từ biên giới Tây Nam kéo dài ra các tỉnh phía Bắc, với những tin tức thời sự nóng bỏng hàng ngày, với những đợt tấn công, đổ máu của quân Bắc Kinh ở phía Bắc và toàn quân Pol Pot ở phía Tây Nam, tạo nên những tin tức ghê sợ cho những ai có con em đến tuổi nghĩa vụ. Ba thằng vài ngày sau được trả về hậu phương. Thôi thì cũng mừng cho bọn nó. Còn bao nhiêu quân thì ở lại quân trường huấn luyện tiếp. Huấn luyện được khoảng hơn 2 tháng thì có nhiều tốp. Một tốp 2-3 đứa lần lượt, lần hồi
âm thầm ra đi, bổ sung về các đơn vị đóng quân trong nước. Tôi cũng không hiểu sao tụi này được bố trí đóng quân ở trong nước. Ở quân trường, 10 giờ khuya là tiếng kẻng báo giờ đi ngủ. Mặc dù quân trường khá thanh bình, nhưng tối bọn tôi vẫn thay phiên nhau gác. Một ca gác có 2 người. Bọn tôi phải tập làm quen với ca gác đêm khi phải chịu phá giấc ngủ của mình. Sau này còn về đơn vị mới, với ngôi trường đối mặt với quân thù, anh em chúng tôi không còn bỡ ngỡ khi bị phá giấc ngủ đêm nữa. Sáng 5 giờ, kẻng báo thức. Tất cả tập trung chạy ra sân đại đội. Ở đó có ông đại đội phó đang đứng đợi. Bắt đầu 24 động tác tập thể dục do ông đại đội phó chủ trì với những tiếng hô to của ông, lần lượt được đếm theo nhịp bước của thể dục. Theo những tiếng đếm là những động tác nhịp điệu thể dục được uốn éo theo tiếng đếm của ông. Ông ta đứng nghiêm, tất cả đứng dưới như một đội hình, ngay hàng thẳng lối. Ông la to, thể dục. Tất cả anh em đáp lại, khỏe. Ông la tiếp, rèn luyện thân thể. Tất cả la to, bảo vệ tổ quốc. Xong giải tán. Về đến tiểu đội, tất cả anh em chúng tôi phải đứng một hàng ngang, đọc 10 lời thề danh dự. Cho đến nay đã là 37 năm, lời thề danh dự ngày ấy vẫn còn mãi theo tôi. Tôi không bao giờ quên được. Anh tiểu đội trưởng, quân trường, đứng nghiêm trước hàng quân là to lên. Chúng tôi, quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề. Điều 2, tất cả là to lên. Luôn luôn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, dù nhận bất cứ nhiệm vụ nào. Đều tận tâm, tận lực, thi hành nhanh chóng và chính xác. Giải tán. Rửa mặt và súc miệng xong, cảnh báo giờ cơm sáng, tất cả lấy chén đũa, chạy ra sân đứng hàng một. Chén quân trường là chén sắt rất bự, được sơn dằn di. Dưới chân chén có một lỗ nhỏ. Anh em xỏ cọng kẽm qua, khoanh tròn lại, đút cái đũa vào cọng kẽm, thọt chiếc đũa vào túi quần sau. Cái chén lủng lẳng sau túi quần với chiếc đũa. Tiểu đội trưởng dắt tất cả đi đều ra nhà ăn, tập trung lại 6 người đứng một hàng ngang. Trước cửa có tụi trực Nhật chặn ngay ở cửa. Chúng nó đếm đủ 6 người mới cho vào bàn ăn. Ăn sáng quân trường chủ yếu là nước chấm không có gì. Nước chấm là nước lạnh pha với muối, có mỡ hành. Ăn xong chạy ra sân đợi. Anh cán bộ khung dẫn về, rửa bát vừa xong, kèn lại báo tiếp. Có khi học điều lệnh, cũng có khi học chiến thuật AB, bộ binh tấn công phòng ngự. Học chiến thuật thì có anh cán bộ khung dẫn tất cả anh em ra ngoài quân trường. Ở đó có nhiều ngôi mộ, tập cho anh em làm quen với địa hình, có vật cản. Sau này ra chiến trường ca áp dụng chiến thuật tác chiến với quân thù bạo tàn. Tôi lại xin được trở về quá khứ của 37 năm về trước, vào tháng 2 năm 82 và tháng 6 năm 82. Đó là những ngày tháng khó quên của những ai đã trải qua trong một ngôi trường đại học tổng hợp Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sẽ khó quên với những kỷ niệm đau thương của một thời trai trẻ khi lứa tuổi 18, đôi 10 với yêu đương hò hẹn, chiều chiều dạo mắt công viên với những lời yêu thương nồng ấm từ trái tim của hai kẻ yêu nhau. Rồi cuộc chiến nổ ra, ai là người thời trai loạn cũng phải có trách nhiệm của riêng mình, gác bỏ những buổi chiều hò hẹn để sống kiếp đời trai sông núi. Tôi và các đồng đội của tôi đã làm đúng, gác bỏ tình duyên, về lại ngôi trường huấn luyện Quang Trung này để học tập chiến thuật tác chiến. Thường thường buổi trưa, tất cả anh em chúng tôi học tập chính trị do anh Khương thiếu úy đại đội phó, chính trị viên giảng. Cái nắng của quân trường Quang Trung thật là dã man, nắng như đổ lửa. Cứ một tiếng anh cho giải lao khoảng 15 phút, mà ông nói tới giờ cơm chiều luôn. Thật là kinh khủng. Cơm chiều xong, anh em lại tắm giặt, rồi ngồi tụm lại nghe một đứa đọc báo. Chiều nào cũng vậy, tối 7 giờ lại tiếp tục tập trung lại thành một trung đội, sinh hoạt văn nghệ, cây nhà lá vườn. Lính hát, lính nghe. Chỉ cần một đứa vi phạm
là phạt nguyên một trung đội, để cả đám xúm nhau chửi đứa vi phạm. Tới đây nó sợ làm liên lụy đến anh em nên không dám vi phạm nữa. Đến 10 giờ khuya, cảnh báo đi ngủ. Tất cả anh em chúng tôi dậy từ 5 giờ đến 10 giờ khuya, ngày nào cũng như vậy. Chỉ có ngày chủ nhật là được nghỉ ngơi. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. 5 giờ sáng, cảnh báo thức. Nếu không ra sân đại đội tập thể dục, thì anh em cán bộ khung sẽ dẫn tất cả anh em chạy lòng vòng trong sân quân trường. Sân quân trường rất lớn, chạy như vậy 2-3 vòng. Có nhiều đứa làm biếng, nó chạy tới nhà thờ. Ở trong sân quân trường có một nhà thờ bỏ hoang, chạy thẳng vào nhà thờ trốn luôn trong đó, đợi anh em cán bộ khung dẫn anh em quay trở lại, nó mới chạy ra sát nhập rồi chạy về. Nói về quân trường thì học nhiều lắm. Bọn tôi được dạy cách xếp màn, mền, quần áo, cách xếp chiếu ba lô, rồi cách tháo lắp súng AK, súng quân trường. Không có cơ bẫm, nếu có đạn cũng không bắn được. Học điều lệnh bên phải xoay, bên trái xoay, đằng sau xoay, rồi học dậm chân tại chỗ, đi điều bước. Học xạ kích, cách sân quân trường Quang Trung khoảng gần 100 mét là sư đoàn 477. Thỉnh thoảng anh em cán bộ khung dẫn bọn tôi qua sư đoàn học xạ kích. Mỗi lần dẫn đi hay dẫn về, tất cả đi theo hàng, còn anh cán bộ khung đi ở ngoài, đi tiểu bước. Bắt đầu anh cán bộ khung đếm 1-2-3, có khi 1-2, chân bước trước là 1, chân phải là 2. Nếu lộn chân theo số đếm thì dậm chân thêm một cái nữa cho nó bắt cho đúng số đếm. Anh cán bộ khung đi ngoài, bắt đầu đếm 1-2-3, thì có mấy anh em trong hàng nhại theo số đếm là to lên theo số đếm của anh cán bộ khung, là học nay mai trốn, học nay mai trốn. Cứ như vậy, nó nhại đều theo số đếm, khi nào tới cổng vệ binh, vào sân quân trường mới thôi. Lúc này sắp đến kẻng báo giờ cơm trưa, tất cả về rửa mặt vừa xong, kẻng được đánh lên. Rồi mọi người chạy ra sân, đứng thành hàng một, đợi anh cán bộ khung ra, dẫn đi theo hàng một, đến nhà ăn. Bắt đầu 6 đứa một hàng ngang. Tụi trực nhật đứng ngay cửa, nó đếm đủ 6 người mới cho vào. 6 người một mâm cơm. Cơm trưa thường có canh tàu lao, một người được 2 đến 3 miếng thịt heo. Thịt heo dai, nhiều đứa vừa ăn vừa la to lên. Con heo này có cháu ngoại rồi. Ăn xong tất cả chạy ra ngoài đứng đợi, tập trung đủ số người. Anh em cán bộ khung dẫn tất cả về. Vừa đến phòng ngủ thì kẻng được đánh lên, báo giờ ngủ trưa tới. Quân trường Quang Trung vào buổi trưa, giờ ngủ trưa không ngủ cũng phải nằm im một chỗ, không được nói chuyện, hay chạy tới chạy lui, giữ im lặng cho anh em khác ngủ. Còn ngủ không được nữa thì ra căng tin. Trong quân trường có bán các loại nước giải khát, hay ra sau lưng tiểu đoàn 43 có một cái sân rất rộng, rộng như sân bóng đá. Ở đó có một sân khấu dành cho đoàn văn công, sư đoàn 477 với đoàn văn công quân khu 7 về trình diễn văn nghệ. Tối nay có đoàn văn công quân khu 7 về trình diễn văn nghệ. Tất cả anh em bọn tôi được anh cán bộ khung dẫn tất cả đi xem văn nghệ. Đi cũng phải có hàng lối, chứ không được mạnh ai nấy đi. Bọn tôi được ngồi theo hàng và nhiều anh em nữa cũng có mặt ở đây. Được ngồi theo nhiều hàng. Những nhà dân sống cặp vòng đai quân trường, leo rào qua xem ké, vì xung quanh vành đai có hàng rào thép gai, mấy anh cán bộ khung ngồi vòng ngoài, còn mấy ông hơi to đầu một chút thì ngồi tránh giữa hàng trên. Anh dẫn chương trình giới thiệu chương trình và nói các đồng chí muốn yêu cầu lại hát bài gì, hãy vỗ một tràng vỗ tay thật dài. Tất cả anh em tân binh bọn tôi đang có mặt ở quân trường nắng đổ để thao luyện chiến thuật, tác chiến với những cơn nắng gắt gao của mùa hè đổ lửa. Những giọt mồ hôi lấm tấm, nhem nhuốc đang đổ xuống màu áo chiến binh. Những cơn nắng hè gay gắt, tất cả anh em chúng tôi đứng nghiêm để xem anh cán bộ khung giảng dạy về cách tháo gỡ mìn.
Mặc dù sau này đa số anh em chúng tôi ra trường, trở về những đơn vị mới, với các binh chủng khác nhau, không liên quan gì đến việc gỡ mìn, nhưng ở quân trường bắt buộc anh em chúng tôi phải học, cho biết cách gỡ. Chỉ có những anh em đơn vị công binh mới chuyên về mìn. Một trung đoàn có một đại đội công binh chuyên dò gỡ mìn và gài mìn, còn các binh chủng khác không liên quan gì lắm về mìn. Có khi anh em chúng tôi học cách cứu thương, học nhận dạng tiếng kẻng đánh, chẳng hạn kẻng đánh báo động tại chỗ hay kẻng đánh báo động tập trung, di chuyển, và còn học rất nhiều thứ nữa. Nhiều khi khoảng 7 giờ tối, đại đội huấn luyện tập trung anh em chúng tôi lại, phát lệnh hành quân dã ngoại. Những cuộc hành quân dã ngoại này nhằm mục đích cho anh em bọn tôi làm quen với những cuộc hành quân, sau này về đơn vị chiến đấu không còn bỡ ngỡ, bơ vơ với những gì học được tại quân trường huấn luyện. Nên mới có câu nói là trường Đại học Tổng hợp Quân đội Nhân dân Việt Nam, chỉ cần học vài tháng ở quân trường là bằng nhiều người học vài năm ở các trường đại học khác trong nước. Tất cả chúng tôi thao luyện ở quân trường để trở thành người lính chiến binh thực thụ, để đương đầu với mọi quân thù. Chúng tôi đang chờ ngày ra trường để tung cánh chim bay trên mọi trận địa, quên mình và đang chờ đợi cái ngày định mệnh ấy sẽ đến. Đợt tôi đi có thằng tên Danh, nó bà con xa với tôi. Trước đó nó có tham gia phường đội được 3 năm, nó cũng ở gần nhà, rồi nó tình nguyện đi bộ đội. Lúc lên quân trường thì gặp thằng Ánh, thằng này ở xóm trên nhưng chung một phường. Nó rất cay cú thằng Danh vì lúc trước nó trốn nghĩa vụ. Thằng Danh có rượt bắt nó mấy lần, nay nó trình diện đi nghĩa vụ, gặp lại thằng Danh ở quân trường, nó muốn đòi nợ với thằng Danh. Thằng Ánh tôi cũng quen vì trước đó tôi hay lại xóm thằng Ánh chơi nên biết nhau. Nay tôi đứng ở giữa nhưng tôi cũng bênh vực thằng Danh hơn. Thằng Ánh thấy vậy đòi món nợ không xong nên ngậm ngùi bỏ đi. Tôi với thằng Danh bàn với nhau trốn về nhà chơi, nhưng không leo rào mà đi cổng chính có vệ binh gác. Hai đứa tôi sau khi bàn nhau xong đi thẳng ra cổng vệ binh, gạt thằng vệ binh cho nó mở cổng. Tôi nói với thằng vệ binh: tôi ở tiểu đoàn 30 gần đây, hồi nãy gặp anh em tiểu đoàn 43 đi về doanh trại, hai đứa tôi đi chung với anh em đi hồi nãy về tiểu đoàn 43 chơi với mấy đứa bạn, yêu cầu đồng chí mở cửa cho tôi về tiểu đoàn 30. Thằng trung đội trưởng vệ binh nó hỏi: ông tiểu đoàn trưởng tên gì, ông tiểu đoàn phó tên là gì? Tôi trả lời trúng phốc vì tôi có chuẩn bị từ trước. Nó vẫn chưa chịu mở cửa, kêu hai đứa tôi đứng đợi để nó gọi điện thoại về tiểu đoàn 30 xác nhận. Tôi đứng đợi, thấy nó vào trong nhà gọi điện thoại thật. Nó nói chuyện một hồi rồi nó kêu cho một thằng vệ binh khác nói nhỏ với thằng kia là ra ngoài giữ hai đứa tôi lại vì dám ra cổng vệ binh giỡn mặt với nó. Thằng vệ binh đi ra, tôi khều thằng Danh và la lên chạy, rồi tôi với thằng Danh bỏ chạy. Thằng vệ binh kia ngơ ngác nhìn theo chúng tôi. Tôi xin kể tiếp về thằng Danh. Anh cán bộ khung của tiểu đội trưởng bị bệnh nên phải nhậm viện, thiếu cán bộ khung nên cán bộ đại đội cân nhắc đưa nó lên thay, tạm thời. Vì dù sao, nó cũng có 3 năm trong phường đội. Tụi nó đi chung một đợt với thằng Danh, nó không phục. Vì đi chung đợt với nó, nên nó cự cãi. Thay vì nó phải báo cáo lên đại đội để cấp trên giải quyết, nó không làm như vậy mà tự mình ra oai, tán cho thằng nhỏ mấy cái bạt tai như trời giáng. Hai ba thằng nó chạy lên đại đội mách với ông cán bộ đại đội. Nó mất chức trong vòng 24 tiếng. Thế là cái mộng ở lại nước làm cán bộ khung quân trường tan tành. Nó không được giữ lại làm cán bộ khung nên nó qua chiến trường ca một đợt với tôi. Tháng 6 năm 82 về chung một tiểu đoàn 3. Tôi đại đội 13, còn nó ở đại đội 11. Nếm trải đời lính đầy gian nan vất vả của người lính chiến binh, nó ở cùng tôi tham gia một số trận đánh để đời mà tôi sẽ tường thuật lại ở các bài viết tiếp theo. Cái số nó hên, nó mất cơ hội làm cán bộ khung
thì cơ hội khác cũng đến với nó. Nó ở lực lượng chiến đấu hơn một năm nhờ cái tài đàn guitar. Sư đoàn thiếu người đàn guitar bên văn công nên rút nó lên sư đoàn. Đàn ca hát sướng, nó đã thoát chết và sống lại khi nó không còn ra chiến trường để tham chiến. Quân trường Quang Trung, những ngày chủ nhật là những ngày nghỉ của toàn doanh trại. Sáng đến, tất cả anh em trong đơn vị đều chuẩn bị cho mình một bộ quân phục tươm tất để đợi người nhà lên thăm. Quân trường Quang Trung nằm ven thành phố nên những gia đình lên thăm con em mình cũng tiện. Đi lại 8 giờ sáng đã bắt đầu có thân nhân vào thăm, được dẫn vào thẳng bên trong nhà ngủ của tiểu đội với những bịch đồ ăn được mang theo lỉnh kỉnh, đa số là những thức ăn để lâu, chẳng hạn như mắm ruốc kho thịt heo, trà bông là những món ăn thường thấy khi họ thăm nuôi con em mình. Hôm nay cũng là ngày tất cả anh em tân binh được dịp rửa mắt một ngày, với những cô em gái lứa tuổi mộng mơ cũng góp mặt tại nơi đây, với những tà áo trắng đủ màu đang tung bay theo gió, với những nụ cười hồn nhiên nhưng cũng đầy ưu tư lo lắng cho những người bạn trai của mình, người thân của mình đang sắp phải lao đầu vào nơi lửa đạn khi tình hình chiến sự mỗi ngày thêm một căng thẳng xảy ra trên chiến trường máu lửa. Còn về bên tiểu đội tôi có 13 giường ngủ thì 13 người, nhưng có đến 3 sòng nhậu của 3 gia đình lên thăm con em rồi tự tổ chức ăn nhậu tại chỗ. Tiểu đội tôi có một thằng tiến sĩ, nó có khiếu hài bẩm sinh. Nó tự viết kịch bản độc tấu cho riêng mình, rồi tự biên, tự diễn một bản độc tấu mà ta hay gọi là quái kiệt. Nó diễn hài rất hay. Sau này đoàn văn công sư đoàn 477 rút nó về bên văn công. Các sòng nhậu được bày ra, ngày chủ nhật này là ngày nó rất là đắt xô chậu. Các sòng nhậu dành lấy nó để vào sòng của mình, vì có nó sòng nhậu mới vui, mới xôm tụ. Nó mới vừa ngồi xuống chưa uống được ly nào là sòng kế bên lại chạy qua lôi nó sang, rồi lôi nó về, cứ thế má xúm lại nhau lôi kéo với nó, mà cũng tội cho nó. Nó cũng chẳng ăn uống được bao nhiêu vì lo làm cho người ta cười cho mấy đứa nhậu. Còn những anh em nào mồ côi không có ai thăm nuôi thì nhào đại vào ba cái sòng nhậu này, sòng nào nhậu chung cũng được. Thằng sĩ bắt đầu làm trò cười cho tụi nó nhậu bằng cách nó nói một tràng toàn là những câu hài hước mà nó tự biên tự diễn ra. Mà ta thường thấy các anh hài trên sân khấu làm trò, nó cũng y như vậy. Một màn đã xong, nó tiếp màn thứ hai. Bắt đầu nó nhìn ly rượu, tới ai mà chưa kịp uống mà lo nói chuyện, nó chỉ vào ly rượu. Nó nói, rồi làm trò cười. Bắt đầu nó hát. Vào đi anh ngồi đây. Anh uống đi, cho mượn cái ly. Vô đi anh, dù trời mưa, tôi đưa anh về. Tụi nó được dịp ôm bụng cười, lăn quay ra. Nói về những ngày tháng huấn luyện tại quân trường Quang Trung, anh em tân binh chúng tôi được rèn luyện liên tục từ 5 giờ sáng đến 10 giờ khuya. Mỗi ngày đều như vậy. Tất cả anh em tân binh mong cho mau ra trường để về đơn vị mới. Vì quân trường dợt anh em chúng tôi quá sức, anh cán bộ khung kêu anh em chúng tôi tự làm đơn tình nguyện sang chiến trường ca. Ai không làm đơn tình nguyện cũng đưa đi. Như vậy tất cả anh em tân binh đều làm đơn tình nguyện xin sang chiến trường ca chiến đấu. Cả tuần nay, tối nào cũng vậy, tôi không ngủ yên. Với thằng Tuấn nằm giường ngủ kế bên, nó chung xóm với tôi. Nó ở đầu hẻm, tôi ở cuối hẻm. Cứ 10 giờ khuya cảnh báo giờ đi ngủ, tôi lại nghe tiếng khóc thút thít của nó. Tôi bực mình với tiếng khóc hèn nhát và trẻ con của nó. Tôi vén mùng ngồi dậy, thọc tay vô màn nó, rồi lấy cái nón cối của nó để trong màn. Tôi đập vào chân nó mấy cái, nó ngồi dậy, vén màn mếu máo. Nói với tôi, nó mới lấy vợ được hơn tháng, giờ nó đi nghĩa vụ, bỏ vợ con bơ vơ ở nhà.
nó nhớ vợ nên nó khóc. Câu nói thật lòng làm cho tôi chói cái lỗ tai. Tôi hỏi nó, mày còn xứng đáng làm trai thời loạn không? Khoảng vài ngày sau thì nó đào ngũ. Tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ. Quân đội và chiến trường đổ máu cần những người trai anh hùng, không cần những thằng hèn nhát sống như vậy. Thôi, mày cứ trốn cho kỹ với vợ của mày. Chuyện đánh giặc giữ nước có người khác lo. Cũng cầu mong đừng ai bắt nó đi nghĩa vụ. Trong đợt nghĩa vụ này, có một anh tên Hữu, nhà ở đường Huỳnh Tịnh của phường 8 quận 3. Anh này đã có vợ, một con 2 tuổi và vợ đang mang bầu. Nhưng anh ta không bao giờ khóc lóc hay than vãn mà cũng không bỏ trốn. Sau này qua chiến trường ca chung một đợt với tôi. Lúc tôi bị sốt rét, tôi ra nhập viện trung đoàn 4 có gặp anh Hữu. Anh ở đơn vị tải của trung đoàn. Anh cũng rất lo lắng cho tôi trong lúc tôi bị bệnh nặng. Rồi kể cho tôi nghe, lúc qua chiến trường ca, vợ anh sinh con mà anh không có ở nhà lo cho vợ con. Anh kể tôi nghe với một gương mặt buồn buồn, với một cặp mắt đăm chiêu đang ngó về dĩ vãng. Như vậy tôi mới phục anh. Anh Hữu ơi, anh rất xứng đáng là trai thời loạn. Tôi mến phục. Sau này ra quân về lại gia đình, con anh cũng đã gần 4 tuổi. Rồi bước chân của tôi, của đơn vị hành quân đầy đó, những dấu giày của tôi dẫm nát khắp mặt trận Tây Nam. Những dấu giày đã in lên lá cỏ với những trận đánh quyết chiến. Máu của đồng đội tôi đã đổ theo từng trận đánh lớn nhỏ mà tôi đi qua. Tôi cũng từng chứng kiến đồng đội mình bị thương khắp người, nhưng tôi cũng không bao giờ thấy, chưa thấy ai đổ lệ, chứ đừng nói là khóc. Lúc còn ở quân trường Quang Trung, đầu năm 82, tất cả anh em đều không có lương mà chỉ có phụ cấp. Mỗi người được 10 đồng Việt Nam, cho mỗi anh em tân binh 10 đồng. Lúc đó tôi ra căng tin quân trường mua được 5 bịch đậu phộng nhỏ, nhưng có còn hơn không. Rồi tôi qua chiến trường ca, vào tháng 6 năm 82, tiền phụ cấp lên là 28 đồng. Có một lần vào buổi trưa ở quân trường Quang Trung, anh cán bộ khung nói với anh em chúng tôi, chuẩn bị đầu giờ chiều, xe đến chở anh em chúng tôi đi, bắn đạn thật ở trường bắn Thủ Đức. Rồi anh ta chạy qua từng người một động viên, tất cả anh em cố gắng bắn cho đạt 3 vòng 10. Sư đoàn 477 cấp phép cho đi 3 ngày, có phép của sư đoàn, tiểu đoàn 43 cho thêm 4 ngày phép linh động. Còn ai bắn được từ 27 đến 29 điểm, tiểu đoàn cho đi phép linh động 3 ngày. Vì tiểu đoàn là cấp nhỏ, không đủ quyền hạn để cấp phép, nên cho đi linh động. Không có trong phép, làm sao ra cổng vệ binh. Đừng lo cho cán bộ khung quân trường dẫn ra. Rồi xe chở tất cả anh em chúng tôi chung một xe ở thùng sau. Xe cứ thế chạy bon bon trên quốc lộ 1. Khi xe chạy ngang các đồn công an, thì tất cả các đồn đều đóng cửa. Xe đang chạy qua cầu Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thì có một tên đang đứng gác trong chòi canh, tránh giữa cầu, thì hàng chục cánh tay giơ lên, với hàng chục cục gạch bay vèo vèo lên phía tên này. Chọi chúng nó, đau quá, nó điên tiết, giơ súng bắn chỉ thiên. Cắc bùm! Xe dừng lại. Ông thiếu úy Khương, đại đội phó chạy lại nói gì với nó vài câu, rồi lại chạy xe tiếp, leo lên xe đi tiếp. Xe tiếp tục lăn bánh về hướng trường bắn Thủ Đức trực chỉ, lao tới. Chiếc xe đang lao nhanh về trường bắn Thủ Đức, rồi xe cũng tới nơi cần tới. Ở đây có sẵn 5 bệ bắn với những cây AK-47 còn mới cứng, những viên đạn có sẵn trong súng. Anh cán bộ khung tiểu đội trưởng chạy tới chạy lui, lăng xăng, kích lệ từng người một với một gương mặt vui tươi đầy phấn khởi. Đã qua mấy lượt bắn rồi. Một lượt bắn đạn thật là 5 người một lượt, mà chưa ai bắn được số điểm cao nhất 3 vòng 10 để giành chiến thắng cho tiểu đội mình. Đến lượt tôi lên bắn, lần đầu tiên bắn đạn thật, ai ai cũng hơi khớp. Trước mặt khoảng 100 mét
là cái bia vuông vắn, vẽ những hình tròn liên tục, từ nhỏ tới lớn, làm sao mà bắn trúng vòng tròn nhỏ nhất, nằm chính giữa, 3 viên đạn liên tục là được. Tôi nằm xuống, theo tư thế được huấn luyện, nhắm thẳng vào bia 3 lần rồi bóc cò súng. 3 viên đạn của tôi từ từ lần lượt được bay ra liên tục. Tôi lại đợi chờ báo cáo số điểm tôi bắn ra. Gần tấm bia tôi bắn, có một anh cán bộ chạy lại, cầm theo cây cờ nhỏ trong tay. Nhìn vào tấm bia tôi đang bắn, anh ta giơ cờ lên, quay một vòng tròn, rồi thụp cờ xuống, rồi lại giơ lên, quay đều 3 vòng như vậy. Tất cả anh em trung đội tôi nhảy cẫng lên reo hò, vỗ tay. Người vui ra mặt là 2 anh cán bộ tiểu đội và trung đội của tôi. Họ vui, còn hơn tôi bắn được số điểm cao nhất. Nhưng chưa được, tôi còn phải bắn tiếp lần thứ 2 mới lấy được tờ giấy phép của sư đoàn 477. Lúc này anh cán bộ khung tiếp tục chạy lại khích lệ tôi một lần nữa. Vì tôi đoạt được tờ giấy, anh ta cũng hưởng thành tích huấn luyện xuất sắc, nên anh mới vui mừng như vậy. Kỳ này bắn tấm bia hình người, cái khó là làm sao bắn được 2 viên trúng cùng một lúc, mà phải trúng đủ 2 viên, trúng chỗ nào cũng được. Tôi lại bóc cò 3 lần, 6 viên đạn được bay ra đều trúng đủ 6 viên. Trong tiểu đội của tôi là đạt thành tích cao nhất trong các tiểu đội khác, vì tôi với một anh tên Lâm Biểu, Lâm Biểu Thiện là 2 người duy nhất đạt được số điểm cao nhất trong lần bắn đạn thật này. Sau khi trận bắn đạn thật kết thúc, chúng tôi lại leo lên xe trở về doanh trại. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, chờ tất cả anh em chúng tôi trở về quân trường Quang Trung, trực chỉ với niềm vui chiến thắng. Nói đến quân trường là phải nói đến những ngày thao luyện gian khổ của đời binh nghiệp, được rèn luyện liên tục, không ngừng nghỉ, với những buổi trưa hè đổ lửa, để làm quen với cuộc sống chiến binh sau này, ra trường, về lại đơn vị mới. Bất cứ một ngôi trường khắc nghiệt nào của người lính chiến binh cũng phải phù hợp với cuộc sống của chính mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ yêu cầu của cấp trên. Quân trường có một tổ 3 người gọi là tổ tam tam, với một câu ca dao: ở nhà có mẹ có cha, ở đây có tổ tam tam 3 người. Tổ 3 người này nhằm mục đích kìm kẹp và quản lý lẫn nhau. Chiều chiều đều có sinh hoạt tổ. Cuộc sống ở quân trường kìm kẹp, gò bó, hết nhục nhích, lại sinh thêm cái tổ tam tam, làm cho cuộc sống càng gò bó hơn. Nói về khi tôi đi bắn đạn thật, tôi đã đạt được số điểm cao là 3 vòng 10. Ít ngày sau, anh cán bộ khung quân trường đưa cho tôi tờ giấy phép của sư đoàn 477 ký tên và đóng dấu. Trong giấy phép ghi là 3 ngày phép, ngày đi phép, ngày hết phép. Tiểu đoàn 43 linh động cho tôi thêm 4 ngày nữa. Lý do đi phép thì không ghi, còn tất cả những anh em tân binh nào bắn đạn thật được số điểm từ 27 đến 29 không được cấp giấy phép của sư đoàn 477 mà chỉ được phép linh động 3 ngày do tiểu đoàn 43. Vì tiểu đoàn là cấp nhỏ, không đủ quyền hạn cấp giấy phép nên cho đi phép linh động, không có giấy phép làm sao ra khỏi cổng vệ binh được. Đừng lo, tiểu đoàn cho cán bộ khung quân trường dẫn chúng tôi ra cổng. Trên tay tôi đã cầm được tờ phép của sư đoàn 477. Kỳ này tôi ra cổng vệ binh chơi lại thằng trung đội trưởng vệ binh cho nó biết mặt. Vì trước đây mỗi tuần chủ nhật quân trường nghỉ 1 ngày, tôi đều leo rào trốn về nhà chơi. Chiều 4-5 giờ tôi lại lên quân trường, tối 7 giờ đại đội điểm danh, tôi lại có mặt. Lúc trốn tôi leo rào thép gai, khi lên lại quân trường tôi đâu cần phải leo rào, nên tôi vào thẳng cổng vệ binh. Tôi đi vào cổng, có 4-5 đứa đang đứng một hàng ngang trước cổng. Thằng trung đội trưởng vệ binh kêu tôi lại đứng chung với mấy thằng kia, rồi nó lên mặt khiển trách bọn tôi với giọng lưỡi của kẻ bề trên, nên tôi rất cay cú. Nay tôi được cầm tờ giấy phép hiệu lệnh của sư đoàn 477, tôi sẽ cho nó biết
thế nào là lễ độ. Sau gần 5 tháng huấn luyện tại quân trường Quang Trung, tối nay vào cuối tháng 6 năm 1982, anh cán bộ khung tiểu đội trưởng kêu tất cả anh em tân binh đi ngũ để anh ta gác thế. Tất cả anh em tân binh chúng tôi biết sẽ ra trường. Về đơn vị mới, chúng tôi không đâu khác là chiến trường ca, vì một số anh em đóng quân ở trong nước đã về đơn vị mới từ lâu, còn tất cả ở lại chờ qua chiến trường ca mà thôi. Có những anh em lấy giấy viết vội những lá thư báo cho gia đình mình ngày mình lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, và những lá thư nói lời chia tay với người yêu. Anh em bọn tôi biết được để viết thư báo cho gia đình là do có vài anh em trước đây cùng vào quân trường huấn luyện rồi về đơn vị mới, rồi đào ngũ, rồi ra trình diện đi nghĩa vụ tiếp, nên biết thì nói lạ. Chừng nào cán bộ khung của quân trường gác cho mình ngủ là tối mình ra trường về đơn vị mới. Đơn vị mới là chiến trường ca, còn không muốn qua chiến trường ca, tối đó đại đội đọc tên lên xe thì đừng chạy ra tập trung, mình chạy ra sân sau quân trường trốn. Nó đọc thấy không có mình ở đó, nó cho qua tua. Rồi đọc tên người khác, mà họ cũng không đi kiếm vì họ sợ lỡ chuyến xe. Xe chạy rồi sáng mai ra trình diện thì bắt buộc họ cũng phải bố trí mình đóng quân ở trong nước. Đó là lời nói đầy kinh nghiệm, xương máu của những anh em đi trước đó, chỉ lại cho anh em lần đầu đi nghĩa vụ như chúng tôi. Tối hôm đó đúng 12 giờ đêm, tôi nghe được nhiều tiếng xe đò đang chạy vào sân quân trường. Với những tiếng xe inh ỏi của nhiều xe thì tiếng kèn báo động di chuyển và tập trung của đại đội được đánh lên liên hồi. Những tiếng kèn được đánh lên tới tấp như thúc giục đoàn quân ra trận. Anh em bọn tôi chạy ra tập trung tại sân đại đội. Cũng có một số ít mang ba lô chạy ra, nhưng không phải để tập trung mà chạy ngược lại sau sân quân trường rồi trốn ở đó. Ông thiếu úy đại đội phó đọc tên từng người, ai có thì la lên, có, rồi tự giác bước lên xe. Còn số anh em tân binh trốn thì bỏ luôn, không nói tới. Đại đội tôi có một thằng đứng đó, nhưng ông đại đội phó không đọc tên nó lên xe. Tụi nó thắc mắc hỏi ông, sao thằng Đoàn Chí Việt, ông đọc tên, ông lại không đọc tên cho nó lên xe? Ông trả lời, nó vượt biên bị bắt lại, cho nó qua chiến trường ca, để nó vượt biên miễn phí à? 20 chiếc xe ca bắt đầu từ từ lăn bánh, có vài cán bộ khung của quân trường đi theo đoàn. Những cán bộ khung đi theo này đa số được lòng anh em tân binh nên mới cho đi theo đưa quân qua chiến trường ca. Còn những cán bộ khung nào có ân oán với anh em tân binh một chút thì ở lại quân trường, không cho đi theo xe. Vì qua tới chiến trường ca, anh em tân binh sẽ xúm lại đòi giải quyết khi về đơn vị chiến đấu. 20 chiếc xe ca rẽ ra khỏi cổng quân trường Quang Trung vào lúc gần 1 giờ đêm, đang lao tới chở theo hàng trăm quân tiến về Hóc Môn. Những tiếng gầm rú, tiếng của xe đò, 20 chuyến xe xé tan màn đêm yên tĩnh. Người dân hai bên đường thức giấc vì tiếng động cơ, họ chạy ra trước nhà trông ngóng, nhìn theo đoàn quân với cái nhìn đầy lo lắng và ái ngại. Các anh em tân binh vội liệng những lá thư viết sẵn dài trên con đường quốc lộ, mong một ai đó nhặt được tìm cách chuyển lá thư đó về cho gia đình mình hay tin. Con em mình đang chuẩn bị vào cuộc chiến sống còn với một nhiệm vụ của người chiến sĩ mà cách đây trên 2.000 năm Kinh Kha đã nhận nhiệm vụ. Xe đang lao tới địa phận Củ Chi, rồi chạy tiếp người dân hai bên đường ra đứng nhìn đoàn quân và tiễn đưa. Trước khi xe vượt qua biên giới Việt-Campuchia, xe cũng đến tỉnh Tây Ninh, rẽ trái tiến về Sa Mát để vượt qua biên giới. Hơn 11 giờ trưa, xe đã ở thủ đô Phnom Penh, rồi dừng lại nghỉ ngơi. Lần đầu tiên, tôi đứng trên một đất nước đầy xa lạ. Tôi vô cùng bỡ ngỡ, buồn bã. Tôi chợt nhật mình, nhìn tôi và đồng đội tôi. Rồi đây cuộc chiến tàn trong những người anh em này, ai còn, ai mất. Ai không còn nguyên vẹn hình hài khi trở về quê hương. Một câu hỏi chỉ có thời gian mới trả lời được. Cán bộ khung lấy cơm ra chia cho anh em tân binh. Mỗi người một phần cơm. Cơm này ở quân trường đem theo xe.
tôi đã ăn hạt cơm cuối cùng của người dân tôi làm ra, trước khi tôi còn phải tiếp tục với một lịch trình đang đè nặng lên đôi vai và những anh em tân binh này, một trọng trách hết sức nặng nề đang đặt nặng lên đôi vai của chúng tôi. Nhiệm vụ của người chiến binh là vì dân quyết chiến, cái sinh tử đã hiện ra trước mắt. Tôi bất giác thở dài trong lo lắng. Bọn tôi được chia làm 3 tốp, 2 tốp kia về tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2, 2 tiểu đoàn chốt, còn riêng tôi thì về tiểu đoàn 3 cơ động, một tiểu đoàn thường xuyên đi đây đó để làm một nhiệm vụ vinh quang, đánh giải vây cho các đơn vị bạn, nên bước chân của tôi phiêu bạt, rong ruổi khắp chiến trường Tây Nam. Bọn tôi đang cùng anh em tân binh đi theo 3 chiến binh của tiểu đoàn, đi vào trong sâu, hai bên đường là rừng cây lưa thưa, nhiều ụ mối rải rác khắp nơi. Tôi đang đi trên con đường bờ đê đất đỏ, cao hơn mặt đường, chiều ngang bờ đê khoảng hơn 2 mét, đi được trên 12 cây số, thì tốp đi đầu rẽ phải về hướng tiểu đoàn 1. Còn tôi đi tiếp khoảng 5 cây số nữa là đụng trung đoàn bộ, trung đoàn 4. Tôi vẫn tiếp tục đi tiếp. Trên đường tôi đi có nhiều quán nước uống miễn phí mọc lên hai bên đường. Những quán nước này là những vũng nước mưa còn sót lại sau cơn mưa. Một nỗi buồn vô hạn lại đến với tôi vì mọi thứ diễn ra trước mắt tôi đầy xa lạ. Mùi tử khí ở quanh đâu đây? Khi bước chân của tôi đi về nơi đó, những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của anh lính tân binh khi lần đầu tiên có mặt tại chiến trường ca. Những giọt nước mắt khóc cho mình, khóc cho quê hương. Nhưng rồi giọt nước mắt đắng cay ấy cũng ngừng chảy trên gò má theo ngày tháng được tôi luyện bởi khói lửa quân thù. Bọn tôi đi tiếp đến khoảng 4 giờ chiều thì rẽ trái, còn những anh em đi theo tiểu đoàn 2 thì đi thẳng. Bước chân bỡ ngỡ, bơ vơ của tôi cũng đã đến được tiểu đoàn bộ khu Tà Công Cờ Rau. Bọn tôi tập trung lại bên hông sân tiểu đoàn khoảng 15 ngày để anh em trung đoàn 4 xuống lựa quân dẫn về trung đoàn. Những anh em nào may mắn thì được về trung đoàn thì có cuộc sống sướng hơn một chút, ít đi đánh cơ động hơn. Vì là lính trung đoàn sướng như quan đại đội. Cuộc đời tôi đen thui nên tôi về đại đội bộ binh. Tôi thường xuyên đi đánh đó đây, dù lớn hay nhỏ cũng đều đi hết. Ánh sáng tiểu đoàn phó chính trị tập trung anh em tân binh lại, cho học lại luật nghĩa vụ chiến trường ca. Đầu năm 82 bắt đầu có luật nghĩa vụ quân sự là 3 năm không quá 6 tháng là bắt buộc phải giải quyết cho về. Nhưng ánh sáng nói luật đó chỉ xài ở trong nước, còn đang ở chiến trường thì xài luật của chiến trường. Anh ở 5-6 năm, có quân thay cho anh mới được về. Phải có 3 anh tân binh mới thay thế được cho một người lính cũ để về. Cũng vì cái luật này mà đến ngày tôi về là 4 năm 7 tháng. Rất nhiều anh em như vậy, có anh em còn lâu hơn nữa. Nên lúc tôi về, trung đoàn quy đổi tuổi quân cho tôi là 7 năm công tác tại quân đội. Anh hạng trung đội 9 lên tiểu đoàn, dắt tôi và anh em nữa về đại đội 13. Đại đội lúc này anh Vi là đại đội trưởng, anh Quyền đại đội phó, anh Quyền mang hàm thiếu úy. Tôi qua được vài tháng, anh đi phép rồi đi luôn. Tôi về đại đội 7, lúc này anh Thư già, người Củ Chi nắm trung đội trưởng. Anh Hùng là trung đội phó, anh Long, anh Đạt tiểu đội trưởng. Qua ngày mai, tôi được cấp cho cây súng AK và một bao xe đạn 300 viên để dành đi đánh địch. Cây AK này, nó là bạn thân của tôi trên 4 năm, tôi với nó không rời nhau. Nó cũng là sát thủ của chiến trường ca, mà sau này nó đã cùng tôi làm cho quân thù xanh máu mặn. Khi tôi về trung đội 7, anh Thư già, anh Hùng, lính 78, anh Long, anh Đạt, lính đầu năm 79. Anh Long là người Thủ Đức, gương mặt anh có rất nhiều mụn, nên gọi anh là Long ụ mối. Anh tương đối to con, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp lại anh trong những dịp trung đoàn 4 họp mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Sau này anh bị thương trong trận đánh ngày 5 tháng 7 năm 83, mà tôi cũng nhiều lần viết lại,
là lọt vào trong vòng vây của bọn Pốt. Anh được công nhận thương binh. Anh rất hiền, nói chuyện nhỏ nhẹ, chậm rãi, rất dễ hòa đồng. Những anh em nào tôi hay nhắc đến trong hồi ký, thì những anh em đó có phần nổi trội hơn. Ngoài ra có hai đứa nhập ngũ cuối năm 80 là thằng Hướng và thằng Dũng. Hai thằng này nó cũng rất nổi trội. Thằng Hướng người mập mạp, dân quận 5, người toàn lác, lạc mọc khắp người đủ loại. Thằng Hướng này bể chiến đấu, nó rất nhát, nhát đứng đầu cả đại đội 13. Khi anh tiểu đội đi phục kích Pol Pot, phát hiện ra Pol Pot, tất cả anh em trong tiểu đội nổ súng tấn công, còn nó kiếm cái chỗ để trốn. Vì nó sợ nổ súng bắn Pol Pot, Pol Pot phát hiện ra nó bắn lại, nên nó trốn không chịu nổ súng. Trận đó có tôi, anh em tiểu đội chửi nó sùm, nhưng cũng được một cái oai hùng là nó không đảo ngũ. Tôi còn nghe nói, nó tình nguyện nhận sĩ quan, vì sau này nó qua đại đội 12 không còn sống chung với bọn tôi. Nên tôi cũng không rõ. Ở đơn vị, chiều chiều là ông thư già lên đại đội hội ý phổ biến công tác vào ngày mai, rồi hợp trung đội lại để triển khai tình hình. Thằng Dũng người ốm yếu nên trung đội cho nó làm anh nuôi. Thằng này có tính xấu là chuyên về thả bom hóa học. Những khi anh em ngồi lại gần với nhau, làm anh em bỏ chạy vì trái bom nó vừa thả. Một bữa, trung đội tập trung nghe anh Thư phổ biến công tác vào ngày mai. Nó ngồi gần anh Thư, rồi thả một quả bom. Không nghe tiếng nổ, nên anh Thư ngồi gần nó, lãnh đủ nguyên trái. Ông Thư đứng bật dậy như cái lò xo, phun nước miếng cái phèo. Tiện tay, ông giáng cho nó một cái bạt tai như trời giáng. Ông chỉ tay vô người nó, hét lên, đứng dậy. Nó lật đật đứng dậy, trong cúm núm sợ sệt, khoanh tay mếu máo, xin lỗi anh Thư, vì cái tội dám giỡn mặt. Ngoài ra, còn rất nhiều anh em nhập ngũ đầu năm 82, tổng cộng là 3 đợt quân. Đợt đầu là dân Thanh Hóa, nửa tháng sau, một đợt nữa là dân Đồng Tháp Cào Lãnh, nửa tháng sau nữa là đợt thành phố, đợt của tôi. Trung đội có một thằng tên Hòa, nhập ngũ năm 82, dân Đồng Tháp. Không biết nó bị con gì cắn, mà ngay cái môi nó sưng lên một cục to, nên anh em gọi nó là Hòa Môi. Những đứa ở trung quân trường với nó gọi nó là Hòa Chính trị viên. Hòa Chính trị viên này hay nói chính trị, nên có cái biệt danh như vậy. Khi đơn vị còn đóng quân ở Tà Cuông Cờ Rao, cách xa đường lộ trên 20 km đường rừng, tối hôm đó đến phiên gác của Hòa, nó đảo ngũ, nó đi mình ên. Sáng ra anh em đơn vị mới phát hiện. Tôi cũng không hiểu rõ cho nó, sau nó lại lựa chọn địa hình đảo ngũ rất là bất lợi cho bản thân. Từ đó đến sau này nó mất tích luôn. Trong đợt của nó có hai đứa cùng Đồng Tháp là thằng Phương, thằng Tám. Thằng Phương nghe nói trước là đội trưởng du kích của xã. Thằng Tám lúc đó nhìn như một đứa con nít của người dân miền Tây, nên anh em gọi là con ông thư già. Tôi mới về trung đội 7, lại còn ngây thơ, nên cứ tưởng thật là con ông thư, nên tôi hay cái suy nghĩ của riêng mình, nhưng không nói ra. Quái lạ, hai cha con này làm sao mà về được trung đội thật. Sau này tôi mới biết là tụi nó đùa giỡn. Đến gần cuối tháng 8 năm 1982, lệnh hành quân được ban hành. Tôi chuẩn bị ba lô tay súng, hành quân theo đơn vị. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp của tôi hành quân với ba lô tay súng. Tôi đang hành quân theo đội hình trung đội 7 thì cấp số tiểu đoàn 3 cơ động tiến đến ngã ba Minit. Tôi cũng không biết có đúng không, nhưng nơi đó cách ngay trên con đường lộ có một tượng con voi đang quỳ. Voi được sơn màu trắng, đầu quay về hướng bắc. Tôi đang hành quân tới đó, rồi anh hùng trung đội phó ra quân tại đây. Không bao lâu sau, lệnh hành quân được ban hành, tôi lại tiếp tục hành quân vào suối đá, làm kế nghi binh, dương đông kích tây. Con đường này là đường dẫn vào Camelai, tôi cũng ở rất gần vào nơi đó. Nơi đó có một thời vang danh với những anh em sư đoàn 5, sư đoàn 302, núi Hồng, Nam Sấp. Nổi tiếng một thời có bài hát Các Kè, Mê Lai. Các kè sau mày lại đây, các kè sau không về Mê Lai. Chiều hôm qua đón Tết giữa rừng già, cơm nắm làm quà điếu thuốc trao tay.
tôi đang hành quân, bước chân vội vã trên chiếc áo trận đã bạc màu sương gió, đã lấm thấm mồ hôi của người lính chiến binh năm xưa. Với những đoạn đường đầy gian nan vất vả, với một chiều dài thăm thẳm đang chờ đợi và nhiều trận đánh đẫm máu chờ tôi ở phía trước. Trên bước đường hành quân ngang dọc của một thời, của tôi và tất cả anh em đơn vị, kia ngoài xa xa có những tiếng nổ y ùng đang chờ bọn tôi đến đó, với bụi cát đầy trời đang bít đường hành quân của đơn vị. Tháng 6 năm 82, tôi đã dấn thân vào cuộc chiến. Tôi về trung đội 7 tại đại đội 13, tiểu đoàn 3 cơ động, trung đoàn 4, nay gọi là trung đoàn 696, sư đoàn 5 trên mặt trận 479. Lúc tôi về trung đội 7 còn rất nhiều bỡ ngỡ. Mọi thứ đối với tôi đầy xa lạ. Trung đội cất 3 căn nhà tranh nhỏ, không có cửa nẻo. Tôi rất lấy làm lạ, vì sao lại không có cửa? Còn những anh em trung đội thì đầy xa lạ đối với tôi. Các anh em từ mọi miền đất nước quy tụ về đây chung một mái nhà. Tôi sống nơi phố thị quen với ánh đèn phố xá, nay cảm thấy mình trống vắng, cô đơn. Việc đầu tiên tôi cần làm là làm cho mình một cái giường tre. Tre ở Tacon Crow thì nhiều vô kể, vì nơi đây còn được gọi là rừng tre. Tre đã có sẵn, sau mấy giờ lây quây tới lui mà tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Anh thư già trung đội trưởng kêu thằng Huy, nó nhập ngũ cùng đợt với tôi, người Thanh Hóa, to con trắng trẻo, đẹp trai. Sau này nó làm vệ binh của trung đoàn. Anh kêu nó, Huy, mày lại làm cho nó cái giường đi, để nó làm tới tối cũng không có mà nằm. Thằng Huy chạy lại với con dao trên tay, đục khoét chẻ tre. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, cái giường tre cá nhân cũng đã hoàn thành. Rồi nó chặt cây tre ra làm 6 khúc. Mỗi khúc cao trên 1 mét làm chân giường cho tôi. May quá, nếu không có anh Thư, với nó chắc tôi lấy mền làm võng nằm. Ở đây là một vùng đất rất thấp, xung quanh toàn là rừng. Cách xa đường lộ 20 km, không có dân ở, chỉ quanh quẩn bộ đội ta đóng quân. Không đào dây thông hào, vì mùa mưa nước ngập tới lưng quần. Chỉ có căn hầm hình chữ A hầm nổi, có 2 cánh gà hai bên để làm nơi tác chiến. Những khúc gỗ to được dựng lên làm hầm, nên căn hầm rất kiên cố. Ở đây được cơm 1 ngày 3 bữa, chủ yếu là ăn măng với canh lá rang. Mùa mưa thì thức ăn phong phú, có cá, rau muống bông điền điển. Lúc tôi mới vào đơn vị, nghe một anh đi trước nói lại, tiêu chuẩn gạo của tôi 1 ngày 7 lạng 3. Nhưng cái đám coi kho ở trung đoàn thụt bớt gạo đem bán, sau này trung đoàn phát hiện nên kỷ luật đám chúng nó. Trung đoàn quyết định cắt bớt phần gạo của tất cả cán bộ chiến sĩ của trung đoàn để bù dần vào số gạo hao hụt kia. Nên bữa ăn của tôi và tất cả các anh em bị bóp bụng, ăn cũng chẳng được no. Tiểu đoàn 3 cơ động là một lực lượng cơ động cho các cấp, nên vị trí đóng quân của đơn vị tôi bao giờ cũng nằm trong lòng của trung đoàn để sẵn sàng chi viện cho các đơn vị bạn. Còn 2 tiểu đoàn 1 và 2 là tiểu đoàn chốt nằm vòng ngoài, nên thường xuyên bị Pol Pot đến tập kích. Tôi về đơn vị trên 10 ngày mà bọn Pol Pot bắn vào đội hình của tiểu đoàn 1 bằng những trái hỏa lực cá nhân từ xa vọng về tiểu đoàn 3. Nghe bùng bình, bùng bình. Lúc đầu tôi nghe rất hoang mang và lo sợ, nhưng lại rất tin tưởng vào những anh em đi trước đã có kinh nghiệm chiến đấu sẽ dìu dắt bọn tôi trên bước đường hành quân. Nên tôi cũng bớt phần lo sợ. Rồi những năm tháng triền miên khói lửa đã tôi luyện cho tôi thành một chiến binh quả cảm. Tôi sẵn sàng chiến đấu với quân thù trên bất cứ địa hình nào. Những cái thương tật của đồng đội và hy sinh của anh em trong đơn vị đang diễn ra trước mặt tôi như là một thử thách ý chí kiên cường về lòng dũng cảm, để sau này tôi trở thành chiến binh đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, dìu dắt đám đàn em tân binh sau này. Trên bước đường hành quân nghĩa hiệp, bây giờ tôi đang hành quân tiến về Nimitz để làm một nhiệm vụ mới. Tôi đang lê bước chân của mình theo đoàn quân. Năm 1984, tôi đang nghỉ chân ở trong một phum của dân trên đường hành quân, thì từ đằng xa
đang đi tới là thằng Hòa. Lúc này tôi gặp lại nó cũng trên 2 năm. Nó đang mang ba lô đi tới vai mạng AK. Nó kêu tên tôi rất lớn. Tuấn! Tuấn! Rồi chạy lại ôm lấy người tôi, nhảy cả tưng như một đứa trẻ mừng chờ mẹ đi chợ. Tôi gặp lại nó, tôi cũng rất mừng. Nó làm cho mấy bà dân miên thấy vậy cũng ngơ ngác, ngơ ngẩn với nó luôn. Tôi hỏi, mày đào ngũ rồi mà, sao bây giờ còn ở đây? Nó nói nó bị trung đoàn 4 bắt được, rồi điều nó qua tiểu đoàn 1. Nó cũng đang hành quân như tôi, nên nó nhìn thấy tôi từ xa, vì nó cố tìm tôi trong đoàn quân tiểu đoàn 3 cơ động. Nó mừng quá, chạy lại ôm chầm lấy tôi. Tôi đang hành quân với cấp số trung đoàn, nên mới gặp lại nhau trong chớp nhoáng. Nhưng tôi với nó cũng chẳng nói chuyện với nhau được nhiều. Vì tôi và nó còn phải theo chân đơn vị, nên bọn tôi chia tay. Từ đó về sau này, tôi cũng không còn biết gì tin tức về nó nữa. Cuối tháng 10 năm 1982, tiểu đoàn 3 cơ động hành quân vào suối đá. Khi bọn tôi vào suối đá, tiểu đội tôi là 6 người. Buổi sáng đi ra trước đội hình cảnh giới và phục kích quân Pol Pot. Anh em chúng tôi lựa đội hình mai phục xong, nằm chờ. Không bao lâu sau, bọn Pol Pot xuất hiện. Cũng 6 tên đang đi vào trước đội hình cảnh giới của tiểu đội tôi. Trên tay chúng cầm 2 cây hỏa lực cá nhân. Nó định bắn thẳng vào đội hình của tiểu đoàn, rồi rút chạy. Nhưng chúng chưa kịp chạy, bất ngờ 5 cây súng của anh em chúng tôi cũng chĩa súng về bọn Pol Pot, bắn ra một loạt. Một trái B-40 trong tiểu đội tôi phát hỏa, bùng, binh, làm cho nó chết tại chỗ một thằng. 2 đứa bị thương. Nó rút chạy, lấy theo cây AK của thằng chết. Tôi chạy lên chỗ thằng chết, thì thấy nó đang mang bao xe đạn AK ngược trước ngực. Bao đạn của nó rất đẹp, màu xanh. Tôi lột lấy bao xe đạn của nó sử dụng về sau này. Cũng chính cái bao xe đạn đó, nó trở thành người bạn của tôi trong những năm 82, 83, 84 đến năm 86. Đến ngày tôi ra quân, còn riêng về thằng Hướng nhập ngũ cuối năm 80, dân quận 5. Nó sợ Pol Pot, phát hiện ra nó, rồi Pol Pot bắn trả, nên nó không nổ súng, kiếm chỗ trốn, nên chỉ có 5 cây súng bắn chĩa về hướng Pol Pot. Trong suối đá, gạo của anh em chúng tôi ăn là do trung đoàn cắt cử, luân phiên các trung đội tải gạo vào. Nên anh em chúng tôi ăn rất thiếu thốn, gạo không thiếu, nhưng để đem gạo vào thì là một việc rất khó. Từ trung đoàn ra đường lộ 20 km đường rừng, từ trung đoàn vô tiểu đoàn là trên 40 km đường rừng âm u với nhiều cây lon con biết lối đi. Đường đi không an toàn vì xung quanh không có lực lượng của ta đóng quân gần đó. Nên gạo đem vào cho anh em chúng tôi ăn cầm chừng và cầm hơi để sống. Chúng tôi nhiều khi đói quá, ước mơ cho mình bữa cơm thật no, dù là ăn với muối hột. Tôi ở được gần một tháng thì căn bệnh sốt rét lại đến với tôi. Trong khu rừng hoang sơ u ám, quần áo giặt xong phơi 3 ngày cũng không khô, vì những hàng cây cao lon con qua đầu người che mất ánh nắng. Tụi tôi phải đốt lửa hong đồ cho khô. Đến ngày thứ 10, căn bệnh sốt rét của tôi lúc này không còn đi lại được nữa, vì tôi đã bỏ ăn từ hôm bị bệnh. Anh em trung đội chặt cho tôi một cây gậy để chống đi. Với tuổi chưa qua 20 mà tôi phải chống gậy đi lại. Đại đội 13 thấy tôi càng ngày càng nặng nên cho tôi về tiểu đoàn bộ. Ở tiểu đoàn có y sĩ, tiểu đoàn cũng ở đó. Sau lưng đại đội, tôi về sau tiểu đoàn thì thấy có cỡ chục cái võng đang treo tòng teng. Trên những hàng cây lúp xúp, những cái võng này là của tất cả anh em tiểu đoàn 3 bị sốt rét đang nằm tại đây. Tôi ở tiểu đoàn bộ được 5 ngày, tiểu đoàn cho ăn cháo trắng với cá kho, những con cá bắt được ở trên suối. Như vậy là tiêu chuẩn của tôi và mấy anh em bệnh binh này còn cao hơn mấy cán bộ tiểu đoàn. Mấy cán bộ chưa chắc đã có cá để ăn. Bệnh sốt rét, cấp tính, xếp loại ngang với bị thương tầm trung. Một trung đội cối 120 ly của trung đoàn 4, tải gạo vào tiểu đoàn bộ, khoảng 20 anh em.
Những anh em ăn no vác nặng này là những anh em rất to con. Anh Sáng tiểu đoàn phó chỉ vào tôi nói với anh em cối trung đoàn, kêu những em này cáng tôi ra trạm xá trung đoàn 4 trước. Thật là may mắn cho tôi. Tôi bệnh nhẹ nhất ở đây, nhưng anh Sáng lại cho đi viện trước. Vì tôi đang vướng căn bệnh sốt rét, đã được 15 ngày mà không thuyên giảm. Một cành cây được chặt ra ngay thẳng chiếc võng, được cột làm hai đầu. Tôi nằm trên chiếc võng, ba lô của tôi được anh em mang đi theo. Còn súng đạn tôi giao lại cho anh em trung đội 7, giữ dùm. Tôi được anh em trung đội cối cáng đi ra khỏi đội hình tiểu đoàn bộ khoảng 100 mét. Thì tôi gặp đại đội 22, đại đội tải của trung đoàn 4, đang ở đó. Bất ngờ gặp lại Hữu. Anh này nhập ngũ cùng đợt với tôi đầu năm 82, ở trung quân trường Quang Trung ngày ấy. Anh rất lớn tuổi, tuổi của anh là già nhất trong đám bọn tôi. Nên anh và đám tân binh của tôi không gần gũi với anh được, do lớn tuổi hơn. Tháng 6 năm 1982, bầu trời đêm u ám, tôi và anh bước chân lên chuyến xe ca định mệnh 12 giờ đêm để vượt qua biên giới Việt Nam Campuchia. Sau hơn 3 ngày 3 đêm xe chạy liên tục, tôi và anh cũng đến Sisophone, nơi sư đoàn 5 đang đóng quân. Tôi được đưa về đơn vị chính thức. Anh may mắn hơn tôi về đại đội tải của trung đoàn, có cuộc sống sung sướng hơn và anh cũng ít đi chiến đấu như tôi. Còn tôi thì về đại đội 13, đại đội bộ binh của tiểu đoàn 3 cơ động, nên tôi đụng trận đánh nhau với quân Pol Pot và bọn quân Para cũng nhiều, vì đánh lớn hay đánh nhỏ, tôi đều phải tham gia vào trận đánh. Anh thấy tôi đang nằm trên chiếc võng, được anh em trung đội cối cáng đi. Anh lật đật chạy lại, thăm hỏi và lo lắng cho tôi. Từng phút một, đã 6 tháng từ ngày anh và tôi chia tay, ai về đơn vị nấy. Tôi không còn được gặp lại. Nay là lần đầu tiên gặp lại anh khi mình đang lâm bệnh nặng. Rồi tôi cũng phải chia tay với anh để ra trạm xá trung đoàn 4 cho kịp chiều nay, vì còn đường rừng rất xa, trên 40 cây số. Một đoạn đường gian truân đầy trắc trở, Pol Pot phục kích bất kỳ lúc nào. Đường đi với nhiều hàng cây dày đặc mà chỉ có khoảng 20 anh em và vài ba cây AK. Pol Pot tấn công là không còn một mạng, nên những anh em này cáng tôi đi như chạy giặc. Với những đoạn đường để đi, đi không nghỉ ngơi, không cơm nước, anh này mệt, khắc có anh khác chạy lại cáng tay. Mà đi nhiều, khi đường trơn trượt, vấp té, anh em vội vàng giơ tay chụp vội lấy nhánh cây bên đường, dựng lại, nhưng vẫn giữ yên cái cáng, không dám buông tay ra, sợ rớt tôi xuống đất. Một cuộc hành trình vất vả gian nan, mà đường vào suối đá khi đi vào, rồi trở ra thì đường khác, khi đi theo đường cũ, vì sợ Pol Pot phục kích, như vậy vẫn còn bị phục kích về sau này. Một đại đội 12 và một trung đội 12 ly 8 của trung đoàn 4 được rút ra trước, bị lọt vào ổ phục kích của nó, thương tử trên 20 người. Chỉ sau khi tôi ra tới trạm xá trung đoàn 4 gần được một tháng, cuối cùng tôi cũng về tới trạm xá trung đoàn 4 trong an toàn. Trời cũng bắt đầu sập tối. 8 giờ sáng ngày 5 tháng 7 năm 1983, tất cả anh em trong tiểu đoàn 3 cơ động tập trung thành một hàng dọc trong phung trầm nôm. Trinh sát của tiểu đoàn đi dẫn đường đến đại đội 11, đại đội 13. Sau đại đội 13 là những anh em lậu sậu của tiểu đoàn bộ, gồm các trung đội tiểu đoàn 3, trung đội 12 ly 8, trung đội cối 82, trung đội DKZ, trung đội tải, trung đội thông tin tiểu đoàn. Ông đại úy tiểu đoàn trưởng xin được giấu tên, đang từ sau cùng đi lên. Đằng sau đó là đại đội 12, kế đến là thằng Sơn, nhập ngũ đầu năm 82, người quận Gò Vấp, thông tin tiểu đoàn, mang chiếc máy thông tin ở sau lưng, chiếc anten lá lúa đang lúc lắc theo bước chân của nó. Tôi nghe nó đang dùng mật khẩu để nói chuyện với anh em thông tin trung đoàn 4. Sau mỗi lần dùng mật khẩu nói chuyện, tôi thấy nó chép vào một cuốn tập và giải mã mật khẩu cho ông tiểu đoàn trưởng đứng kế bên nghe. Cái máy phát sóng rè rè, khoảng nửa giờ sau,
lệnh hành quân được phát đi. Tôi lúc đó ở trung đội 7, đại đội 13 là ông Trung Úy Thanh, đại đội trưởng, mà anh em đơn vị gọi là Thanh Nháy. Hai con mắt cứ nhấp nháy liên tục. Ông rất thương anh em binh sĩ dưới quyền. Thiếu úy xin được giấu tên, đại đội phó 13, tóc hơi ngắn. Rất hiền, tính tình vui vẻ, nhưng lại bể chiến đấu, nên không chấp hành mệnh lệnh chiến đấu của anh Thanh, đại đội trưởng. Xong xuôi trận đánh, anh báo cáo lên trên kỷ luật vì bể chiến đấu của ông đại đội phó này. Khỏe, quá khỏe, vì ông là sĩ quan, nên cấp trên điều ông sang đoàn 7704 cho phù hợp với ông hơn. Đứng kế tôi là anh chàng tên Minh, nhập ngũ đầu năm 79, người Bắc, có hàm răng hô. Anh em đơn vị gọi là Minh Tót, ở trung đội 9 mang chiếc ba lô. Trong ba lô có một chiếc đài radio được phát sóng, tít tít. Bây giờ là 8 giờ, phát sóng tại thủ đô Hà Nội. Làm lính mà có chiếc đài radio, thật là oách xà lách luôn. Bước chân của tôi đang lầm lũi theo bước chân của đơn vị. Trên người tôi là ba lô quần tư trang, trước ngực là bao xe đạn. Trong bao xe có 3 băng đạn AK nạt, đã nạp sẵn đạn. Mỗi băng 30 viên đạn và 4-5 túi cóc nhỏ trước bao xe đạn. Mỗi túi đựng một hộp đạn 20 viên với hai trái lựu đạn của Mỹ. Tôi mang lên bao xe đạn, những trái lựu đạn này do anh em đi trước ra quân về để lại cho. Tôi lấy theo phòng thân để dành đánh cá chơi, còn phần còn lại 100 viên tôi buộc vào ruột tượng. Tay trái cầm một can nhựa 4 lít nước, tay phải tôi cầm cây AK. Lâu lâu mỏi tay, tôi lại đưa cây súng lên vai vác ngang và tiếp tục lầm lũi theo anh em đơn vị. Với một đoạn đường dài thăm thẳm, hai bên là cánh đồng, những con đường đê nho nhỏ chạy dọc ngang như một bản đồ bát quái. Trên cánh đồng chẳng trống mênh mông, trước mặt tôi là một chân trời vô định. Trên chặng đường dài hành quân, đầy gian nan và thảm khốc sắp diễn ra. Không còn đầy một giờ nữa, tôi và anh em tất cả trong tiểu đoàn 3 sẽ đi qua 18 cửa ngục, đối mặt với bọn Pol Pot, giành lấy sự sống cho mình và cho tất cả anh em đồng đội của mình sau nhiều lần chết hụt. Tôi đã trở về đây thành một cựu chiến binh của chiến trường ca, vẫn đứng vững hiên ngang trước đường đạn bắn tỉa của quân thù đầy hung tàn. Tiểu đoàn 3 đang hành quân bộ, đi đầu và dẫn đường là trinh sát, đi theo sau là đại đội 11, đại đội 13, các khối trực thuộc tiểu đoàn bộ gồm 12 ly 8, khối 82, DKZ, trung đội tải, trung đội thông tin, tiểu đoàn bộ, đại đội 12 đi sau cùng. Đường hành quân xuất phát lúc đó là hơn 8 giờ sáng, với sự nhộn nhịp của hành quân. Đi kế bên tôi là anh chàng Minh Tót, có chiếc đài radio ở trong ba lô mở luôn nghe suốt. Tôi đang đi giữa hàng quân với con đường bờ đê cao khoảng 5 tấc. Hai bên là cánh đồng chẳng trống, không một bóng cây. Mặt đất nứt nẻ, chắc là do lâu quá không có mưa. Tôi lầm lũi tiến bước hành quân, mà lòng thì hơi buồn và luyến tiếc. Tôi đang đi tiếp lúc này khoảng gần 10 giờ, cách xa Phung Trầm Nôm khoảng 10 km tính theo đường chim bay. Cách tôi gần 2 cây số là một rừng chuối trước mặt. Những cây chuối được trồng dày đặc bên kia cánh đồng trạng. Pol Pot đang ẩn nấp trong rừng chuối đợi chờ đoàn quân ta đi đến rồi bao vây trên cánh đồng trắng trống. Trên cánh đồng cũng có lưa thưa vài cây thốt nốt. Bọn Pol Pot đã ở sẵn trên ngọn cây, đang chĩa súng về quân ta với những phát đạn bắn tỉa từ trên ngọn cây cao, làm cho nhiều anh em bị bắn rồi gục tại chỗ mà không biết đường đạn bắt đầu từ đâu. Tôi đang đi tới, bất chợt nghe tiếng súng AK bắn thẳng về phía tôi. Tiểu đoàn tôi giặt ra hình vòng cung theo đội hình chiến đấu. Tôi đi giữa hàng quân đại đội 13, rồi nằm hướng chính diện. Đại đội 11 trước mặt, bên cánh tay phải, cách xa tôi khoảng 50 mét. Trước mặt đại đội 11 là một rừng chuối. Quân Pol Pot đang ẩn mình từ đó bắn ra những phát đạn về đại đội 11. Tôi nằm hướng chính diện nên đã xem trực tiếp một đoạn phim đánh nhau giữa quân địch và quân ta giữa đời thường.
Bất chợt tôi nhìn thấy tất cả anh em đại đội 11 đứng lên một hàng ngang, rồi một tiếng thét kinh hoàng giữa cánh đồng tràng trống. Cách xa tôi vẫn còn nghe rõ mồn một: xung phong! Bước chân của đại đội 11 đang cảm tử nhào lên lùm chuối đánh giáp lá cà. Chạy lên lúc này thì tôi lại nghe đường đạn bắn dữ dội từ quân Pol Pot rất kịch liệt. Anh em đại đội 11 đã có vài ba anh em rơi rụng trên đoạn đường. Xung phong chưa đầy 20 mét tiến quân, đội hình đại đội 11 đứng dựng lại vì có vài ba anh em thương tử trên đường tấn công, củng cố lại đội hình chờ dịp xung phong tiếp. Lúc này tiếng súng cũng thừa thớt, trời cũng trên 12 giờ trưa. Tôi đoán chừng tranh thủ lúc Pol Pot ngừng tiếng súng, nghỉ ngơi. Tôi nhìn thấy vài ba anh em đang khiêng vác một anh em bị thương chạy về sau đại đội 11. Lệnh hành quân được thông báo cho toàn anh em binh sĩ trong tiểu đoàn biết trước 3 ngày rút về Takong Krao. Do lệnh của trung đoàn 4, những anh em binh sĩ tiểu đoàn 3 mất cảnh giác ra ngoài chia tay với dân. Vì tình quân dân, dân lại là địch nên nó biết trước đường hành quân. Nó kéo quân ở các nơi về mai phục, đón lõng quân ta với cấp số trung đoàn, nghĩa là nó đông hơn ta gấp 3 lần, nằm đợi chờ, đợi quân ta lọt lưới rồi nổ súng tấn công. Nên đội hình chiến đấu của Pol Pot làm chủ tình hình, còn ta nằm trong thế bị động, nên những anh em trong tiểu đoàn nằm chiến đấu trên cánh đồng tràng trống, không có một vật cản che chắn, lộ mục tiêu. Còn nó đã núp sẵn trước đó trong lùm chuối, trên những ngọn cây cao thốt nốt, chĩa súng xuống làm thịt quân ta từ từ. Toàn là những phát đạn bắn tỉa thẳng vào đầu. Nó án ngữ ở bờ mương nước, đợi quân ta ra lấy nước rồi nó bắn luôn. Trong thế đánh lén, bắn lén quân ta không biết đường mà né. Tôi cũng bị nó bắn tỉa 5-6 vát đạn nhọn, nhưng tử thần đã bỏ qua nên tha cho tôi. Mà tôi cũng chẳng biết nó từ đâu bắn ra, chỉ đoán chừng từ sau lưng bên cánh trái của tôi. Lúc đầu tiểu đoàn bị bao vây thì trung đội 7 của tôi là anh Long, nhập ngũ năm 79 người Thủ Đức, quyền trung đội trưởng. Trung đội giạt hàng ngang chạy kế bên, tôi rất thấy rõ tôi và anh chạy lên trước đường đạn bắn ra. Tôi với anh vừa nằm xuống tránh đường đạn bắn tới, lúc nằm xuống nó bắn trúng anh. Tôi nghe anh la lên: tao bị thương rồi. Tôi và anh em trung đội 7 la lên rất lớn, tìm y tá để băng bó cho anh. Một chút xíu nữa tôi mới hay tin anh chàng y tá đại đội 13 tên là Hưng, thương binh loại nhẹ, người ốm, nhập ngũ cuối năm 80 người Hưng Yên, xách giỏ y tá chạy lên cứu thương, mới chạy được vài bước chân rồi bị một phát bắn tỉa vào ngay giữa đầu rồi gục xuống chết tại chỗ. Anh Long đã tự mình thoát khỏi vòng vây chạy về tuyến sau. Nghe nói anh Hạnh, trung đội 9 đại đội 13 cũng bị thương rồi thoát khỏi vòng vây và chạy về tuyến sau nhập viện cùng anh Long. 12 ly 8 của tiểu đoàn 3 ở bên cánh trái tôi hạ cần bắn luôn. Rồi tôi nghe được một tiếng súng hỏa lực B-40 bắn trả từ phía quân Pol Pot về phía khẩu 12 ly 8. Khẩu 12 ly 8 ăn trọn một trái B-40 lật ngược lại. Một tiểu đội 12 ly 8 hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu với tổ quốc quê hương. Lúc tôi đang nằm ngóc đầu lên quan sát xung quanh và xem đại đội 11 đang kịch chiến đẫm máu với quân Pol Pot. Sau 3 lần xung phong anh Dũng của đại đội 11, lần thứ 3 xung phong là anh em đại đội 11 đã chạy lại sát lùm chuối. Quân Pol Pot đang ở trong lùm chuối và bị nó bắn gục, bỏ lại 8 xác của anh em trung đội 3 đại đội 11. Tại đây 8 xác anh em bỏ lại sau đợt tiểu đoàn thoát khỏi vòng vây Pol Pot rút về phung Trầm Nôm. Nhưng 8 xác anh em này tiến vào sâu quá nên bỏ lại chờ lực lượng chi viện lên để lấy xác sau. Đúng 8 ngày sau, trung đoàn 4 cho một tiểu đoàn ra chi viện. Tôi lại kết hợp với tất cả anh em đơn vị đi lấy xác anh em đem về tuyến sau. Tôi đang ngóc đầu lên quan sát xung quanh thì thằng Lộc ở chung một trung đội, nó nhập ngũ đầu năm 82 người Thanh Hóa với tôi và thằng Hướng
cũng nhập ngũ cuối năm 80, người quận 5. Tối nay, mình sẽ lên lấy xác thằng Hiếu, nhập ngũ đầu năm 82, người Thanh Hóa, ở trung đội 9, đem về đại đội 13. Thằng Lộc nằm ghế bên tôi, nó giơ tay, chỉ lên cây thốt nốt. Nó nói với tôi, kìa, thằng Pol Pot, nó ở trên ngọn cây kìa. Tôi nhìn lên, thì thấy một thằng Pol Pot đang dùng lá thốt nốt che chắn trên ngọn cây. Chĩa súng xuống đất, bắn anh em nằm dưới đất lộ thiên. Nó nói xong rồi đi chỗ khác. Tôi đưa củ trỏ tay xuống đất làm bệ bắn. Tôi nhắm nó để bắn tỉa một phát cho nó rơi xuống cây. Do tôi chồm đầu lên cao quá để bắn tỉa nên nó phát hiện ra. Tôi chưa kịp bắn là một phát đạn bay ngang đầu tôi. Tôi thụt đầu xuống một lát sau. Tôi ngóc đầu lên quan sát thì một viên đạn nữa bay tới. Tôi ngóc đầu lên lần thứ ba là ăn đủ 3 phát bắn tỉa của quân Pol Pot. Tôi không dám ngóc lên nữa để quan sát, mà bắn nữa. Lúc này trung đội 7 cũng có những cán bộ trung đội. Tôi không ngóc đầu lên được. Nó thay đổi chiến thuật, bắn tỉa mà bắn vào người tôi thêm 3 phát nữa, cách người một găng tay. Tôi thấy viên đạn ghim xuống đất, nổ thêm một phát nữa, nên tôi biết là nó bắn tôi bằng đạn xuyên phá, một loại đạn của thú dữ. Những cây hỏa lực hạng nặng của tiểu đoàn và đại đội, rồi những cây hỏa lực cá nhân của các trung đội cũng bỏ tay. Chỉ sử dụng súng AK chiến đấu với nhau. Kế chỗ tôi nằm là thằng Quân, nhập ngũ cuối năm 82, người miền Tây. Nằm cách tôi khoảng 4 mét, nằm ở bên trái. Bên phải tôi là bờ đê, cao khoảng 5 tấc. Tôi nói với thằng Quân, Pol Pot nó thấy tao rồi, tao nhảy qua bờ đê. Mày nó chưa thấy thì nằm im ở đó, đừng di chuyển, dễ lộ mục tiêu, nó phát hiện. Tôi dặn dò thằng Quân xong, tôi lấy ba lô bỏ lên bờ đê, làm kế nghi binh đánh lừa tầm nhìn xa của nó. Một viên đạn được bắn tới ba lô của tôi. Chộp lấy thời cơ, tôi bật dậy như cái lò xo, ôm súng nhảy người lên một phát qua bờ kênh bên kia. Tôi làm lẹ quá, nó không kịp nhắm bắn, nên nó bắn đại theo tôi một viên. Viên đạn bay sượt lưng áo, không trúng. Tôi qua bên đây bờ, lúc khoảng 1 giờ trưa. Tôi nằm kế thằng P. Nó nói viên đạn thằng Pol Pot bắn bay ngang lưng mày kìa. Trở lại với trận chiến, anh em đơn vị hy sinh và thương tật rất nhiều. Các trung đội trực thuộc tiểu đoàn 3, cối 82 DKZ, 12 ly 8, trung đội tải, thông tin, trung đội trinh sát. Trận đánh này tiểu đoàn tôi tiêu hao hơn 1/3 quân số, lắm đau thương và nước mắt khi những anh em đồng đội mình, nhiều người thương tử, nhưng đổi lại là đầy tự hào trong tôi. Các trận đánh hy sinh thương tử nhỏ lẻ, vì ở chiến trường ca, đơn vị nào mà không có. Tự hào vì đơn vị mình đã đánh đổi xương máu làm nên tên tuổi cho đơn vị vang khắp mặt trận phía Tây Nam. Cũng như đại đội 13, đại đội của tôi từ lúc mới qua chiến trường ca đến lúc tôi về nước, có những trận đánh đã xóa sổ cả đơn vị. Vào tháng 11 năm 86, đau thương nhiều nước mắt, những anh em bị xóa sổ đó là những em một thời gian cùng tôi gian khổ khắp mặt trận 479, đã sát cánh cùng nhau đi qua nhiều cửa tử thần và nhiều trận đánh đẫm máu ác liệt nhất. Nói về trận đánh Sir Simon trên cánh đồng Tràng Trống ngày 5 tháng 7 năm 83, sau nhiều lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, tôi không thể nằm yên một chỗ làm bia cho quân Pol Pot bắn tỉa, nên đã dùng kế nghi binh đánh lừa tầm nhìn từ xa của nó bằng chiếc ba lô để thoát hiểm. Tôi đã đi từ cõi chết tìm về cõi sống. Trong chiến đấu, mỗi người chiến sĩ trong chúng ta cũng là một cán bộ cho riêng mình, phải biết linh hoạt trên mọi địa hình chiến đấu để mà sống còn trong cuộc chiến, nên tôi đã linh hoạt vận dụng tối đa trong chiến đấu. Để rồi tôi đã thoát khỏi tầm nhìn của bọn Pol Pot nhờ cái bờ đê che chắn. Từ lúc đó đến chiều tối, tôi không còn bị bắn tỉa nữa. Tiếng súng giao tranh của hai bên cũng im dần, không còn kịch liệt như lúc ban đầu. Tiếng hét xung phong của đại đội 11 cũng không còn nữa sau 3 lần xung phong cảm tử. Tình hình có vẻ im lặng. Tôi chỉ quan sát được đại đội 11
vì đại đội 11 trước mắt tôi, còn ở các trung đội trực thuộc tiểu đoàn 3, đại đội 12 là tôi không quan sát được, để viết lên một trang sử hào hùng của tiểu đoàn 3 cơ động cho trọn vẹn. Do đại úy tiểu đoàn trưởng chỉ huy làm nên những chiến công vang dội. Lúc này trời cũng về chiều, gần 5 giờ, thì thằng Hoan liên lạc đại đội 13 đang lung khum chạy xuống chỗ tôi, trong gương mặt tái mét, đầy sợ hãi, vì sợ bọn Pol Pot bắn tỉa. Tôi nhìn nó, vì nhiệm vụ bất khả thi. Anh Thanh, đại đội trưởng, lệnh cho nó chạy xuống, báo cho anh em chúng tôi nắm được tình hình chiến sự của tiểu đoàn 3. Sau một ngày kịch chiến giữa ta và quân giặc, nó báo cáo trong hơi thở hổn hển vội vàng. Nó nói gấp gáp, đại đội 11 đi đứt một trung đội 3, còn hai trung đội kia thì thương tử lẻ tẻ. Đại đội 13 đi đứt một trung đội 9, còn hai trung đội kia. Hết rồi, nó quay đầu lại, khung người xuống thấp, cắm đầu, cắm cổ chạy cho nhanh. Tôi đã đi qua chiến đấu, nên tôi rất hiểu và biết. Anh em trong đơn vị, dù có giận nhau hay mất lòng với nhau, ghét nhau đến mức nào, nhưng một khi đã vào chiến đấu thì vẫn yêu thương nhau vô cùng, của một tình thương vô bờ bến, của những người lính chiến binh. Cuộc chiến làm cho anh em đồng đội yêu thương nhau hơn. Tôi chỉ nghe nói lại là trung đoàn 4 có cho một tiểu đoàn đi chi viện cho tiểu đoàn 3. Nhưng trên đường chi viện, tiểu đoàn đá mìn do Pol Pot gài cản đường chi viện, nên vòng về không đi chi viện nữa. Khoảng hơn 7 giờ tối, trời lúc này có ánh trăng lờ mờ, nên vẫn còn thấy rõ nhau. Tôi lại nghe tiếng súng bắn liên lạc bằng AK, 3 viên đang bay lên bầu trời. Những đường đạn AK lửa xẹt, bay lên không trung, ngoài vòng vây, cắt cùm. Rồi hai tiếng súng đáp trả lại, liên lạc với nhau. Hai viên đạn bay lên trời từ vòng vây được bắn ra. Đúng rồi, phe ta cộng trừ bằng 5. Thằng Thọ trinh sát tiểu đoàn 3, nó nhập ngũ đầu năm 82 ở quận Bình Thạnh, và hai đứa nữa thoát khỏi vòng vây, chạy về phung Trầm Nôm theo lệnh của tiểu đoàn trưởng, xin lực lượng chi viện cho tiểu đoàn bị bao vây trên cánh đồng Tràng Trống. Tiểu đoàn trưởng đoàn 7704 viện đủ lý do để không đi. Ông nói trong hợp đồng ở trên, tiểu đoàn 3 còn phải ở lại thêm 3 tháng nữa để bảo vệ cho tiểu đoàn ông ta làm nhiệm vụ. Nhưng trung đoàn 4 rút tiểu đoàn 3 về bị bao vây, nên trung đoàn 4 có trách nhiệm giải vây. Ông không có trách nhiệm giải vây nữa. Nếu tiểu đoàn 3 ở hết hợp đồng rồi rút quân về bị bao vây, thì ông mới có trách nhiệm giải vây. Nói xong, bỏ mặc anh em tiểu đoàn tôi chịu trận tại trận địa vì cái tính nhát của ông. Thằng Thọ xin chi viện không được, bí quá, nó gom đám du kích xã lại cùng gần 30 anh em, nấu cơm vắt, gói lá chuối, cá khô, đem theo vài can 20 lít nước, bỏ lên xe bò, đi trở vào vòng vây. Tiếng súng bắn liên lạc rồi của nó bắt liên lạc lại với anh em đồng đội trong vòng vây để khỏi bị bắn lầm. Lúc thằng Thọ bắn liên lạc với anh em trong vòng vây và đem cơm nước vào, thì tôi nghe một tiếng kèn được thổi lên. Bọn Pol Pot rút quân. Tôi nằm đợi từ đó về sau hơn một tiếng, không có một tiếng súng nào bắn ra nữa. Trong bàn trà, anh em binh sĩ nói chuyện với nhau Pol Pot rút quân là nhờ thằng Thọ bắn liên lạc với anh em trong vòng vây. Trời tối, bọn Pot không thấy rõ, tưởng lực lượng của ta đem quân chi viện, nên nó rút quân. Tôi nghe anh em nói chuyện và nhận định của anh em cũng có lý. Trong trận đánh này, tôi cũng nghe nói trung đoàn có cho một tiểu đoàn đem quân chi viện. Trên đường đi thì bị Pol Pot gài mìn ngăn cản đường chi viện, nên tiểu đoàn đi chi viện đá phải mìn nên đã rút về. Cũng có anh em nói là anh tiểu đoàn phó dẫn quân đi chi viện nhưng không biết xem bản đồ định hướng nên đã đi lạc. Tôi cũng không biết có đúng không. Đơn vị tôi sau này có một anh tên Minh, nói rất nỗ, nhập ngũ đầu năm 83 ở quận 12, nên anh em đơn vị gọi là Minh Tót. Mỗi lần uống chè là nói nỗ rất ghê, cấp bậc thì lính, chức vụ thì lác, nhưng nói toàn là chuyện mấy ông lãnh đạo cấp sư đoàn, cũng như chuyện chiến dịch K5. Anh đang ở chốt tiền tiêu, ăn cơm chung với anh em binh sĩ,
nhưng nó lại biết chuyện của mấy ông sư đoàn. Vào bàn trà nói chuyện lãnh đạo. Nó nói mấy ông sư đoàn đào 800 cái huyệt, còn cho những anh thương binh nhẹ trở về đơn vị, lấy chỗ trống cho trận đánh này. Nó tung lựu đạn tùm lum, anh em tân binh mới qua lo sợ, mặt xanh lét. Sau này anh em vượt biên, nó lại tung lựu đạn tiếp. Anh em vượt biên sang bên Thái Lan, lính Thái bắt chôn sống hết. Thôi thì nói phét đủ chuyện như vậy. Lính mà, lính nói lính nghe. Nhưng cái vụ này tôi biết rất rõ và chắc chắn 100%. Là tiểu đoàn tôi tự xử với quân Pol Pot vậy thôi. Sau trận đánh này không bao lâu, anh tiểu đoàn trưởng về trung đoàn Q-16, nắm trung đoàn phó tham mưu trưởng trung đoàn. Chuyện đó là có thật, vì trước khi đi, anh có chia tay với anh em tiểu đoàn 3. Tôi lúc đó đang ở trong tiểu đoàn, nhưng sau này anh mang hàm trung tướng rồi về hưu. Cách đây nhiều năm, tôi có gặp trong một lần, trong một cuộc họp mặt truyền thống sư đoàn 5 tại đường Phạm Văn Hai, khúc gần đường Hoàng Văn Thụ. Lúc này ông vẫn còn trong quân đội, mang hàm thiếu tướng. Tôi có nhắc lại trận đánh ở Sir Simon trên cánh đồng Tràng Trống ngày 5 tháng 7 năm 83. Anh vẫn còn nhớ. Anh nói với tôi, bây giờ còn thiếu nợ mấy anh em trong trận đánh đó. Trung đội 7 của tôi chỉ có mình anh Long nắm trung đội phó quyền trung đội trưởng, nên đương nhiên anh là trung đội trưởng. Anh đã bị thương thoát khỏi vòng vây, chạy về tuyến sau. Có sự giúp đỡ của anh Tài, cũng lính 79 người Thủ Đức. Nghe anh nói anh nhập viện huyện của dân miên, và còn vài ba anh em nữa. Trung đội không có người chỉ huy. Tối hôm đó và hai đứa lên lấy xác anh em trung đội 9, mang về đại đội 13. Tôi và thằng Lộc, thằng Hướng lên lấy xác đem về đại đội. Tôi vẫn còn nhớ đêm ấy khoảng 9 giờ, trời đêm có ánh trăng lờ mờ trên cánh đồng Tràng Trống, từng cơn gió thổi tạt ngang lạnh buốt da thịt. Tôi đang run lên vì cơn gió lạnh thoảng qua. Ba đứa tôi, ba cây súng, ba bao xe đạn, rất thận trọng, quan sát xung quanh, đi từng bước một lên lấy xác. Nhưng vẫn còn lo sợ, nó rút quân nhưng cho vài thằng Pol Pot ở lại phục kích anh em lấy xác. Nhưng vì nhiệm vụ bất khả thi, với lời thề danh dự, không thành văn của mỗi anh em chiến binh, chiến trường ca, thà hy sinh chứ không bỏ rơi đồng đội, nên tôi cũng đành chấp nhận hy sinh để lấy xác anh em cùng đơn vị đem về tuyến sau cho mộ yên mà đẹp. Bọn tôi giạt qua bên trái, đi lên khoảng 50 mét, thì thấy một hàng ngang, có khoảng gần 10 xác của anh em trung đội 9 đang nằm trong đủ tư thế. Mỗi xác cách nhau khoảng 4 mét, những xác đang nằm sấp, tay vẫn ôm chặt khẩu súng thép. Có một anh chàng hy sinh trong tư thế rất đặc biệt. Anh ta tên Thạch, lính nhập ngũ cuối năm 80. Trinh sát tiểu đoàn, xuống trung đội 9, nắm trung đội phó. Anh ta đang bò ngang qua các anh em trung đội, rồi bị bắn tỉa ngay vào đầu, gục chết tại chỗ, trong tư thế đang khum người, bò ngang qua trung đội 9. Tôi đi tiếp ngoài cùng, lấy xác của anh Hiệu. Nó nhập ngũ đầu năm 82, người Thanh Hóa, chết trong tư thế nằm sấp đầu quay về hướng quân Pol Pot, tay ôm chặt khẩu AK. Sau khi tôi với hai đứa nữa là thằng Hướng nhà quận 5 nhập ngũ cuối năm 80 và thằng Lộc Thanh Hóa nhập ngũ đầu năm 82 lên trên lấy xác Hiệu trung đội 9 về đại đội 13, ba đứa tôi được chia mỗi đứa một cục cơm vắt, một con cá khô do Thọ trinh sát tiểu đoàn đem vào vòng vây với can nước 20 lít. Ăn xong, ba đứa tôi đi lên trên đội hình tác chiến, nằm đó đợi chờ. Trời sáng, tôi không làm sao ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt là có tiếng súng AK sượt qua ngang lỗ tai. Tôi giật mình, thức giấc, chụp vội cây súng, nhìn ráo rác xung quanh, không thấy gì rồi ngủ tiếp. Tí tiếng súng lại bắn sượt ngang tai. Tôi giật mình, chụp vội cây súng đang ở kế bên. Đạn đã lên nòng. Cứ như thế, tôi mất ngủ gần cả tuần. Tất cả anh em đều bị như tôi hết. Tôi đã bị trận đánh này, nó đeo theo tôi và tất cả anh em trong đơn vị suốt một tuần lễ, không làm sao ngủ nổi. Sáng ra,
tôi đi xuống khoảng trên 300 mét, ngay ở con mương nước, thì thấy ông đại úy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3. Ông này sau lên trung tướng đang ngồi đó, chống tay lên cằm, mặt tư lự, ưu tư, trong gương mặt dầu dĩ lo âu. Xung quanh là thương binh tử sĩ nằm ngồi la liệt, cũng trên 50 ca thương tử. Kìa ngoài anh em trung đội, tải, tiểu đoàn đang lê lết những xác anh em liệt sĩ dưới mặt đất, hai người hai cọng dây võng cột chặt hai chân, cứ thế kéo lê trên một đoạn đường 300 mét. Những chiếc xe bò của dân ca đã đến, lúc đó cũng trên 10 giờ sáng. Tôi đón chừng trên một đoạn đường dài 10 cây số tính theo đường chim bay. Những anh em thương binh thì ưu tiên lên xe bò trước, trở về đến phum Trầm Nôm, rồi mới đến anh em tử sĩ về sau. Còn tôi và những anh em may mắn thì hành quân bộ đi theo sau mấy chiếc xe bò trở về phum Trầm Nôm. Còn lại 8 xác anh em trung đội 3 là đội 11 bỏ lại, vì những em này tấn công vào sâu không lấy xác ra được. Một tuần sau còn phải cùng các anh em đơn vị khác quay trở lại trận đánh lấy cho bằng được 8 xác em này về nghĩa trang liệt sĩ sư đoàn 5. Tôi tổng kết trận đánh này, ta tiêu hao một lực lượng rất lớn, khoảng trên 70 anh em, đa số bị bắn tỉa. Anh em trong tiểu đoàn 3 cơ động